ri kệ ri ya na ma sa ka thvai bong kum nay khnyom prakarona Prang chia praharahan da prasa truang tra dang nơi nhây ya thoa tiang puang. Prang at miên kru a cha na pra dai prang la. Mun to mê rin yung sot akara. Moi plek. Sra miền pram bay tu cơ a a e e u u e o chân chân nè miền sam sắp bay tu cơ kha 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 nghe cha 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 nhang đa tha đe thẻ nè ta tha te thẻ nè ba phe phe mẹ Ya re le ve sa ha la ang lo ma khli nang nang ti ne sra mien 8 tu ke a a i e o u e ao chon cha ne mien 33 tu kha ke kha ne cha cha che che nya đa tha đa thẹn nạ ta tha te thẹn nẹ pa pha te thẹn mẹ ya ra le ve sa ha la ang nâng tầng ngày tìm muối nè dừng liền hỏi chân dừng châu mê liền api thòm vĩnh đôi mình đách đã hạ thả api thòm nâng chia thua nâu nông khuôn dân rư con nâu krau khuôn chấp ba rập mát chia thua đàn miền xịt cái đây bịch đặc cái đây lên mình vấp phải đặt nên mình khai chỉ bậc ca rạ đặt tì giang mách cưng chẳng miền thiệt trù trùng bảo vệ tọp tọp luôn bảo bỏ ra mặt thôi mình mãn được không? Cứ chất đã bỏ ra mặt chất sắc bỏ ra mặt nâng nập tiền nâng nâng nông khuôn dơ khoảng ngay mình mãn bay nâng nâng và nập tiền nó chọc bà ra lành bà bạ thường cái bẹ lôi kề thế này chia từ sắc bò làm mệt dân cả này vậy bị chia từ sắc dân à đằng này là thế thành đôi mình đách để hàng thay chia từ sắc nè cát lăng à sài nắng chất nè đạo Phật đôi chia sẻ năng cứu để trở ánh sáng năng khnề sa đôi ấy sa đôi ấy sa nè cứu đôi chất chẳng nè chân lệ cận nạn sầm co chia tật sắc miền buồn tìm muối e cọp bạt tệ cát prom khnề chia muối năng ấy cả nơi đồ thẹn rồi lót prom khné chỉ mùi nắng chặt ấy cả làm bẩn nát miên là róm tại mùi chỉ mùi khné nắng chặt và chặt đằng ấy việc đằng nằng nghe vậy đặt bị khné bàn đấy chặt nắng chia từ sắc nắng ai bật đặt luôn bị khné bàn đấy à thì đôi dương trong thực tài hay chấn nghe tài hình thực ở trên bị khné bàn đấy à thì tức đôi chất tại đôi chia tơ sắc e cộ vật thọ cả miên vật thọ tại mũi chỉ mũi đường chất
Chẳng chăng bà tức về nấu không đọp tay nấu không đọp đấy đấy vật thọ mới đây cả lại nở vật thọ cả lại cả lại cả bao chất miên bùm mùi nông phnêch tự chí tự móc đát cái hay nắng hạ tự dạ vật thọ mình rộp cho chất đấy hạ tự dạ vật thọ nè 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 chân bà chất cả tình á chê tự sắc cả tình năng được thực tài chẳng thà bật tức nấu không đóp tái của bên nấu không nóng đóp chả chênh máu chênh ngọt cái này ok hay lệ cái nào thì chả tất cả chân on thô muối muối nhận nhôm thở đằng thà đầm bay ở chế ba thật ta thô nước miên lệ cái nào chẳng mấy xung quanh chẳng mấy cứ kỳ đi làm pi lệ cái nào thì chả tất cả chân chia tất sắc nước miên lệ cái nào thì chả tất cả lệ cái nào miền này thô bốn miền lệ cận nã chỉ đào miền lệ cận nã cách phật tọt thàn bảo vệ chân chia tật sắc nứng chật tạ ni sĩ tạ lệ cận nàng nâng cầm lực lăng với nhé ví dụ ngày muốn hời miền ca a sai nâng chất chỉ lệ cận nã chân bỏ chất với cả láng ót bà này nàng này a ví dụ cô pa từ nẻ đẹp sáng miền ca cà ruộm khné chỉ mười nâng chất chia cạch nàng tập về cát ruộm ruộm khné với càng ngày rung nét đôi dân có phong riêng chứ thoải cái đó là phải vô chân tới nhận nhóm có thôi ca rung này cho mới thoải cứ đập hơi nâng tạm đàn trâu ra hạ ca cái này mà nè à bị thòm nâng về tự cỡ e ca làm phần nè và cho phần hà nặng chấn miên ở rắm tại muối chỉ muối nâng chật chấn vừa thoải bao bằng hai rừng ấy thoải bao ơi mơ cái lại lẹ cái nào thì chạy từ cả thoải khơi nhảy nhận nhóm khơi nặng tự thằng ót nè mình phải đau tình á đau tình nặng từng ót nè chất tóc ba tẹo và tọt thả nắng miền ca cả lần này chất gì hết chất chân bờ chất ót cả lần tế chỉ thật sắc có ót cả lần đài chân hạt chất mình này thật bạch chạy kia bạch chạy trua bỏ về nó cứ chất để nhận về ở cả lần đôi thả riêng chân thả bạc và riêng chân bằng nhận giống máu riêng bàn thả thả là vô lý tích cứ ót ngọt nè mẹ này tập đi được cái cho địa khăn nặng thấy chiếc cái chiếc cả bậc cao thành chiếc hái mau cho mui kia rồi tầm mui nâng anh bằng khẩn thà nâng ngày và thọ tầm mui bằng khẩn thà bây giờ sẽ đập lệ khẩn nặng về bán thà cạch bảo viết ấy kì bây giờ sẽ đập cạch tới một chỗ tới thà cả đã bậc cao với bậc cao lăng chẳng nâng ngày được tập score chứ không phải mình score nó mới rút chuyện bị bay ấy phải biết tầm mùi đằng này hay hay muốn nói dân vậy bị chết sạc hà bị nó vô tập bà lấy xanh mình nhớ ấy dân tàu mà đoàn tiền mà anh nhạc samana đọc bay pha sa về tận địa sanh nhà che tận na các cật ta chi vị tận tri mà nè sẽ ca ra vị ta cả vị cha ra thị mau khả vi di ya bay tệ khăn tệ có sa la che tự sắc đọc buồn mô hạ a hê di ca a no ta pa ut tha cha mô phe tịch thệ tô sa y sa cọc cọc cha thầy nạ mật thẹ vị chệ thịt cha sao bà nạ chê tử sắc mà phây pram sạch thiê sạ tệ hệ rệ áo tập vạ hạ lô phẹ hạ tô sạ tật tra ma chật tật ta kai và sạ thị chật và sạ thị cài dạ là hụ tá chật tạ là hụ cài dạ mụ tụ tá chật tạ mụ tụ tá cài dạ ca manh nhật ta chật tạ căm manh nhật ta cài dạ ba côn nhật ta chật tạ ba côn nhật ta cài dụ trụ cả ta chật tọ trụ cả ta samma viê cha samma cam mon ta samma chi vệ sam mụ tịch ta bằng nhà nó không chật dương tầng ở khả nền nó miễn cửa rừng xóm bằng nâng hà sập bì nâng
ขณะไปได้ก็อกุศลจิตกาเนี่ยกรมเนี่ยกรมเนี่ยเว็บซอมเว็บซอมคือเจียอกุศลจิตให้ไปได้ได้กุศลจิตกากรมนี้เนี่ยซอมนะไปยังเปรียบเทียบหนึ่งนกโกวิ้งจัดโดยจิปริจีให้ปู่อกุศลจิตสักโดยปู่มันตรัยกระปู่สาวพนักเจ็ดสักโดยปู่มันตรัยละอเนี่ยดอกใบนี้ปู่กับใบซีทองโอขังนาก็เต้านาชนะตัวหนึ่งนั่งโจกีบังอ่ะนั่งกระดาลกระดาละนั่งตัวน้าตัวหนึ่งน้าคลังตัวหนึ่งให้บะเมนเต้นตื้อขนมสังคมอ่านจังเมนนะมันนึกนั่งไงบะเมนกรมอ่ะครับบะเมนกรมละอเมียกรมจำมือนั่งแอบออกเมื่อนาครั้งตัวหนึ่งแล้วยังใจอัญญสมานาเจตสักดอกใบนั้นจะปีปุ่นตีมวยหาทาสับเปะจัตตะสาเทระนาเจตสักทามสับเปะจัตตะสาเทระนาเจตสักสับเปะจัตตะสาเทระนาเจตสักนั่นไงเมียนผมเปิลสับเปียนี่พายตาตั้งอ้อตั้งปวงตั้งสรงจัดนั่นคือจัดนั่งไอ้ให้สาเทระอย่างนั้นตูตูสาเทระจังเมนได้ตาจัดได้ตูตูเจตสักได้ตูตูดอกเจตสักตั้งอ้อเมนได้จังเมนได้ทำเวลาครุกจัดตั้งอ้อ จัดเตียง80มวยหรือก็มารวยมาเพย์มวยนั้นเมนวัดแต่เมนเวจินิกยังหายผมเปิลหนึ่งอัดได้บัตรวัตเตอร์เมียนในผมเปิลหนึ่งเซ็งไอ้บัตรไปคละยังยังดังอัดตันในเปียหนึ่งฟ้องฟาดบานเสือขันยันยมไอ้โนตกตึกท่าเจตสักเด็กก้าวนกนงจัดต่างอ่ะอัดเป็นเลิกเลยไงหาแต่สัตว์เปียจัดแต่สาเทระเจตสักนี่อุติฮอดดึงบัลจ้าสำลอนะก็มีวัตเตอร์เมียนเวียนะเมนนะสำลอนะก็มีวัตเตอร์เมียนบัลเลยปันเบิดดูสกอสำลอคลาโอเคอันไหนนะหรือก็ไอ้เกศสัจจรูปไอ้มันเมียนเราขนมสำลอครุบไอ้สัจโกไอ้ไตรไอ้เวียนเราแต่ขนมสำลอไตรมันสำลอสัจโกก็อันไหนแต่บัมบัลสำลอนะก็ก็ได้จังภาษาอังกฤษบัลจังในกรุ๊ปเจียดสำลอต่างอ่ะสัพเพจตตะสาเทระนะเจตสักปนังขันปรับหายหายสันเนี่ยดับไปยังเรียนมวยมวยจอบให้บันประโยชน์ท่าเวียนเอาอย่างไม่ระเบียบเวียนเอาอย่างไม่นึกต่อกรอยเตียดจังว่าตอนปลายไอ้ย่อยภาษาตีมวยภาษาปากาปักตุบปักตุบนึงอารมณ์ติดๆไปโยเลยเวทนี้กาซอยอารมณ์สัญญากาจองจำนึงอ่ะยังจองจำเรื่องหอไงนึงยังจะลองทายยังเนี่ยจำยังเนี่ยจำนั้นทำเป็นสัญญานึงอ่ะเนี่ยคลาสก็จำหล่อตัวเนี่ยคลาสก็จำขับพลิกตัวนึงช็อตเมมโมรีเนี่ยคลาสจังบันสัญญาต้องลุกอุติฮอดโดยที่มีแหละกระนับเซิงเนียนเนี่ยคลาสสัญญาโดยกูเลอทมอชวอกชวอกเนี่ยคลาสโดยกูเลอดัยยูยูต้องลุกอ่ะเนี่ยคลาสติดโดยกูนั่นเลอสัจจอลเฮียงเฮียงเฮียงเฮียงมอสลุกเนี่ยคลาสติดโดยกูนั่นเลอตึกชวอกคืนสนามดัมเพลตบัดให้ยินยมเลอทมอไอ้นึ่งปนะยืงอาการจองจำบ่อยืงนั่งเวียนเมียนอ่ะกะไลกูจองจำนั่งมันกูนะเรื่องได้ยืงจำมันพลิกอ่ะเกราะเชียงเกนี่มวยแม่นะให้อ่ะละโอเชียงเกในขนมชีวิตนั่งมวยบาปะฮาปะฮานี่นั่งนั่งไงเคยโทรต่างหลายจีอันนาตาเนี่ยจุ่มการเรื่องอ่ะเกราะคล้ายยืงอัดจองจำอ่ะยืงจองแต่ผมพลิกปนแต่เวนเอาแต่จำนั่งอ่านนัตตาโทเวนเอาขนมบังกรอบมาเยอะจังไงเนี่ยเรื่องเรียนโทนี่จองจำนะแต่เวอจำ
bà cái chê em sao mình nó vừa sừng ở chăm từng cây với cả cái chê dương tiết nên được bài bạn sòng xa ấy thật không phật ra bằng phịch với ớt phịch sàng rất đăng vinh và tiệt chê tần nà ca tăng chật nên tăng chật thừa ấy mùi ê các cả ta ca minh rồi vơ rồi về rứa có phép này chất để tăng nó không ả rộm tại mùi mê này tha bộ phát đau tờ lửa ấy cứ vì nâng nó không rương nâng nó hả ta ê các cả ta tu sa mạ thị ấy nâng chi vị tân trì chi vị tân trì vậy máu tha chỉ vật nâng ai bất là tu chỉ vật nâng về thuê ca người ấy biết cứ ca rạ xa xa hạ chia tật thua sấy cái xa hạ chia tật thua mình là thua để về ca rùm khi nâng ở ruộng ở việc tăng nở rồi đã xa nó hạ chia tật thua nó cứ về đã xa thua để ca rùm khi nâng ở tăng nở còn dân thọp dễ ta chỉ vật cứ ca rùm nở mình chắc ấy bên về mình ruột tới về ấy về đã xa thua đến đâu chỉ mỗi về nó ở ruột đài mình nhận sự cả rồi mình nhận sự cả nó dân vô từ para không này chiết để dùng ấy vô miền mình nhận sự cả rồi chấm phu chiết ấy ấy là nấy dùng mình dễ không nhận từ rồi nhận sự cả rồi nấy cứ chỉ cả ruột ruột sẽ hạ chiết được thua rồi có chỉ lệ cần nhận phải trả rồi nè để dân liên liên là lẽ cái này thì chạy tất cả bằng những chiếc mùi mùi lấy những cái này dân lực tu cho màu dễ sân ấy thì chết dân mùi mùi dân đến mùi mùi mệnh mình xuống mà sẽ hạ chia tất thôi mình thua để cả bà rôm khả nề bà rôm khả nề ưu tiên hoa thà nó không cả là bạ rụp mùi chẳng về miền đây về miền tức về miền lơn về miền cho miền ao chạy miền hà miền dãy nắng đại việc ca rùm khnề nó hai ta xả hạ chia ta thò chia tạ phải ta cào cái xả hạ nó rùm nhưng mà cái para ông ca xả hạ phải chia chết mình lấy thay chia xem khnề bên này cho một xả hạ ca khnề thôi cá hai ta xả hạ phải chia chết cái này international này vô việc và lấy những vô tập para bởi mình này anh kim hai ta xả hạ đây mày nè nó xả hạ ca chỉ muốn được đi xả hạ ca chỉ muốn được nốt làm bài thôi cá ấy mùi chẳng biết là xả hạ chết mình lấy thay thua để bị cắt prom cái này, cắt prom cái này ưu tiên họ đôi nấu bê đài chạm khẩu bình nhiên cắt mùi chẳng nấu không chạm khẩu bình nhiên nắng bình nhiên chia được sắp cùng bơ này nấu không này chẳng chi bị tân tri ní về mình ruột tập việt thì cứ về đã xa nè thua để cắt prom cái này nắng ở ruột nấu chỉ mùi cái này bàn chẳng phát xạ về tình yêu sinh nhà chế tình này ít cả ta mà nãy xa ra ní chia sẻ hạ chia tự thốt mê nê thay chia thốt cao ít bồm khá nê chú mùi về chú mùi khá nê tầm nào khá nê ư tì hò đôi dương xa ló dương đạc mô hộp miên chá ra miên trầy miên bà lai miên bì chê miên xây xây nâng hãy có đạc prai tử chẳng à tua prai nâng vì mình prai tờ về đấy vì thưa ôi sẽ để về cao cho mùi khả nê nó prai ngọt dỡ lấy dỡ nhé vì mình prai tờ mình ai nhỉ cứ vì thưa ôi vật thọ để về nâu cho mùi khả nê nó prai chết chỉ prai tờ ngọt chứng chỉ vật tờ rũ nó đôi khả nê chứng vì mình ruột tờ về thế vì mình lại cả nạ ru hái về rạc xa nó à vấy để cao cho mùi về nó ở ruột cho mùi khả nê sẽ để cao cho mùi về nó sẽ hạ chết mùi về nó ở ruột tờ ngọt nè vì ta cả thầm đá dân bài thà trẻ ri bằng thế bất viên lực chất lan căn ở rộm xảy kia ở rộm rương ta đại dân trâu đăng nâng ai hóa thà á à rộm à rộm chỉ ọp chích ọp chích ông lê hóa thà ọp chích ọp chích mình này ta xảy đại viên tự tuôn nó ổng bờ đó chỉ rụp chỉ visible object rụp chỉ visible object chất chỉ nhẹ khơi visible object nâng vì từ tua nó cả khơi bao giờ chất tua rụp nâng chỉ à rộng tịch tiết tới dân riêng mà cần phải vô tịch tịch anh tịch tiết anh tịch bài mùi mùi vì cha rạ ca vì cha nà à thị mô khác ca đã chất sụp rồi có xanh này than xanh là mọt ấy mùi chứ đại thamai
chế thành dây thà chương cá dân mơ tới đôi chỉ lệ cả nạ sạch thế và tại vì mình chỉ sạch thế chỉ ạ thị mọc hạ đôi bê để chưa ngốc từ khu nông rương bằng cô lấy muối á nè nè từ khu nông chủ rụp cái đây từ khu nông sàn bên ấy chưa thao bình chế bên chó nó mới sạch thế đấy anh đúng không chỉ lệ cả nạ ạ thị mọc hạ nè hết nè nè chưa xúc hay công bình nào tôi cài cài một đôi để xúc ấy anh cái thằng fan cặp mục mấy cùng cùng tôi cài cài mà này chữ ấy chữ nâng dây lên chân mà cài lên ba nào mà vẫn là thị mạo khả năng bên mình từ riêng không riêng à rõ thể riêng lõ của miền này và sân giờ bên đâu thì mới sạch thế có việc xúc nó không riêng lõ rồi ở bên đâu không à, mới cha từ thách có việc xúc nó không riêng à rõ từ xúc nó không riêng khó từ vì vậy cả bằng bài như được gặp sĩ diếm được có ú xà bày tệ dừng vô mòn dây đáp biệt ô trong miền bày tệ xong mà nó đi chơi đấy mấy đấy dừng dây vẫn là lẽ cái nạn chạy chật nó về để cả là chăn tệ cứ bầm non và thân đầm ấy vợ ấy mùi nấy dừng sầm đài tu miền đập bầy nấng và căn là cả chia sẻ mấy thứ và căn là cả miền này thà rọt riêng riêng bài mình chỉ bạc lọ nè ngay và thà đôi đôi say để cái riêng tâm miên lủng đáp lủng đòi ấy trầm trừ chỉ ba lo chạy chỉ group này chỉ ba lo anh đang kêu mình học phần cần là cả đây và này vậy nên tịnh luôn tích hai tập phần cần là cả được thua chẳng và sân chỉ còn thua mùi pi bay hay bị miên nó không ăn cốt ra để cai được co nó không đi cai ấy ở chỉ ba anh đang bị miên chỉ bảo kê đó là pel sân đây này phong này phong này phong vô mà rùm cái này tất hai tập phần cần là cả thua dây dân đây bất thành dây miên bất thiên là bớt straight mau tăng vị đam cả đá trong bất chọc tập bản năng hai dây miên miên bất thiên là bớt trầm trở đơn dây mình đóng gì nè đóng tiền gì nè đóng tiền gì luôn anh đang hai tập cần là cả rồi rì đang đăng say sợ rộp mông đang bất chọc ấy kì giờ lấy giờ bị bất cần là cả này lâu dừng chiều điên mùi mùi thêm nó vì sao phải chặt tạ xa thề nãy chưa được sắc cầm pel nhân nhôm tham ăn đăng tha tầm bông bông phớt anh nãy riêng tầm bông phớt mà nãy vô từng ngõ hay phần làm bạch bùi à tầm bông với chàng ai tìm mối phát sạ chưa được sắc ông lấy cái ai phải là contact rồi có sense impression nó không ca sắc ta thua nắng nãy để che phía xa và lấy riêng miền bìa chiêng nãy ở che bùa cái ai sao chưa mơ vật cả hạ mơ ấy nè cái vô là bịa để lực lang chân chân ạ postate phát sao ấy mà đăng mà vô một đạn chấn nhận nhóm khẩn là tha tam thế mình đăng cả phò sạ phò mình phò ấy đi nằm đăng đây phần đó kia điên và lấy khẩn là mơ tập và lấy vô chân mơ không mày phụ nâng à vì pro phía xa và lấy nó với ai đo bệ đồn thua chẳng á vì ai đòi bị đồn thua rồi mà đòi prai mau chỉ khăm ai chương cá prai máu với bà tụt gì tập bà nó gọi tôi là hạnh vậy bên là thiệt bớt bà cái lấy nên mình chỉ lẽ cả nã bà cai nâng cai thế cứ như dây bị chết nâng việc đăng ở rầm chỉ lẽ cả nã bà tụt này nè mà thua thua để chúng ta phải xác pru át tháp bà tụt tiếp đôi các bà bập bề nâng prem lần lục lớn tiếp đôi bộ phê bí, bộ phê mũi đôi chị A dạ tần nạc hàng khá nóng. Sẽ cái A dạ tần nạc hàng khá nóng nè, A dạ tần nạc hàng khá nóng này này thì chị chấm mốc đát cái nà, tu tưởng cài nâng tăng về lửa đo khó nâng hay nâng chật cái lấy ní ọt miền tì bằng mùi nị giờ này trâu chiêng, phần ấy từ chia chấm móc đát cái hơi nắng chặt mình đầu thuyền này chặt anh nắng ai dạ tận nè hàng khăn nong mình này là cương sôp hàng khăn nong, dân từng ở khnếp sầm miến đó nè, miếng phần ấy từ chia chấm móc đát cái nè rương dân sóc dân tục ca tục ấy từng ở khnếp
ញាតិញោមមានមានកាត់ទុកក្រៅទ្វារ6ហ្នឹងឯងមានដែលពិបាកចិត្តក្រៅពីទ្វារ6ហ្នឹងរឿងដែលមកដល់ជីវិតដល់ថ្ងៃហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងបានប្រពុតព្រះអង្គរកឃើញទ្វារដែលកើតរឿងហើយព្រះអង្គគ្រប់គ្រងអាទ្វារហ្នឹងចប់មកហើយជារោងចក្រផលិតរឿងអាហ្នឹងតាមហ្នឹងអញ្ចឹងអាតួខាងក្នុងនេះនៅពេលដែលពាក្យថាគ្រប់គ្រងចិត្តគ្រប់គ្រងចិត្តគ្រប់គ្រងទ្វារគ្រប់គ្រងចិត្តគ្រប់គ្រងទ្វារហ្នឹងមិនមែនទៅគ្រប់គ្រងអារបស់ខាងក្រៅនេះទេយើងវាច្រឡំហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងបានជាកើតទុកហ្នឹងកើតទុកទាំងអាត្មាទាំងអីហ្នឹងនេះអារម្មណ៍6នេះនេះ objects ប្រាប់ពាក្យថា object អារម្មណ៍6ស្អីគេទី1រូបារម្មណ៍ហ្នឹង visible object មើលបលែងយល់មើលអង់គ្លេសទៅអាចមើលអង់គ្លេសឆាប់យល់ជាងទី2សត្វតាសត្វតារមសត្វតារមវាមកណាវាមករោតិចរូបារមវាមករោណេសត្វតារម audible object នេះសំឡេងនេះវាមករោតិចគន្ធារម odorous object នេះវាមករោច្មោះភ្ញៀវរបស់ច្មោះសត្វភ្ញៀវរបស់វាណាណារក្សាអារម្មណ៍ subject object ឬក៏ flavor ហ្នឹងរសជាតិហ្នឹងវាមករោណាស់ហ្នឹងហើយហើយផតថាពីអារម្មណ៍ tangible object យើងប្រើពាក្យកន្លែងនេះយើងអាចយល់ជាងស្អីដែលប៉ះបានហ្នឹងស្អីដែលប៉ះបាន tangible object ណ៎អញ្ចឹងវាមកប៉ះអីប៉ះទូទាំងកាយនេះតាំងពីលើដល់ក្រោមណ៎វាលែងតែសក់រោមចំកញ្ចក់អត់មាន feeling ទេអាហ្នឹងយើងក្តិចសក់ឈឺទេអត់ទេចំរោមក៏អត់ឈឺដែរណ៎ហើយដល់អាធម្មារម្មណ៍នេះវាមករកផ្លូវចិត្តហ្នឹងវាមិនមកតាមភ្នែកទៀតទេមិនមកតាមតិចទៀតទេមិនមកតាមច្រមុះទេមកតាមដាតទេមិនមកតាមកាយទេគឺមកតាមផ្លូវចិត្តស្អីមកតាមផ្លូវចិត្តរួចឧទាហរណ៍យើងមើលរឿងម្សិលមិញឃើញហ៎យើងមើលរឿងម្សិលមិញឃើញហ៎រឿងដែលកើតហើយយើងមើលឃើញទៀតទេណូតែ imagine បានគិតបានស៊ីងបានឃើញទេអញ្ចឹងអារឿងហ្នឹងឯងជាធម្មារម្មណ៍ដែលចិត្តអាចគិតឃើញបានអស់ស្អែកយើងដាក់ plan ទៅត្រូវទៅណាយើងមើលឃើញស្អែកមើលឃើញស្ដាប់ឮហិតក្លិនបានអត់បានទៅប៉ះក៏អត់បានដែរអាស្អែកហ្នឹងប៉ុន្តែយើងដាក់ plan បានគិតក្នុងចិត្តយើងថាអូនឹងធ្វើនេះនឹងធ្វើនេះនឹងធ្វើនេះឃើញទេអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាមកតាមផ្លូវចិត្តហ្នឹងច្រើនជាងគេយើងបានរូបកាយយើងនឹងព្រះអង្គប្រៀបដូចជាដំបូកមានទ្វារ6ហ្នឹងហើយសត្វទន្សោងវារត់ចេញចូលហ្នឹងបើយើងម្នាក់ឯងរត់នៅប្រហោងទាំងអស់ចាប់វាមិនបានទេយើងរុកខាងនេះវាចេញខាងនោះរុកខាងនេះវាចេញខាងនេះអញ្ចឹងបានមានពេលខ្លះហ្នឹងលោកឲ្យចុករត់ឲ្យអស់ទុកតែមួយទៅទុកតែមួយចាប់បានចឹងបានពេលលោកចម្រើនសតិប្បដ្ឋានឬក៏សមាធិកម្មដ្ឋានអីចឹងទៅនឹងមានពេលខ្លះលោកអត់ខ្វល់ជាមួយសំឡេងអត់អីមកតាមដានតែទ្វាមិនមិញតែអាត្មាចង់បញ្យល់ថាអាយតនៈខាងក្នុងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងក្នុងខ្លួនយើងនេះភ្នែកតិចច្មោះណាតកាយចិត្តនឹងអាយតនៈខាងក្នុងនឹងហើយវាជាគូនឹងអាយតនៈខាងក្រៅគឺរូបរូបនឹងគឺជា visible មិនជារូបយើងចាប់បានទេពាក្យថារូបារម្មណ៍នឹងអញ្ចឹងបានយើងនិយាយពាក្យថារូបនឹងខ្មែរយើងនិយាយពាក្យភ្នែកឃើញរូបបើឡើយសួរចេះភ្នែកអាចមើលឃើញប្រុសឃើញស្រីហ៎ណាតួភ្នែកនឹងមិនដែលឃើញប្រុសឃើញស្រីទេពីព្រោះប្រុសនិងស្រីគឺជាសុខុមរូបប៉ុន្តែដោយសារការវិចិត្ររបស់ចិត្តហ្នឹងយើងចាញ់បោកវាតាំងពីក្មេងមកម៉េចយើងមើលទៅឃើញប្រុសហ្មងយើងមើលទៅឃើញស្រីហ្មងដោយការសម្គាល់របស់យើងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនៅក្នុងព្រៃកើតនៅក្នុងបាក់តមួយឧទាហរណ៍ថាតាំងកើតមកក្នុងនគរស្រីលវោអញ្ចឹងណាហើយស្រាប់តែដើរជួបប្រុសមួយស្គាល់ថាប្រុសហ៎អាហ្នឹងប្រកាសជាសត្វចម្លែកហ្នឹងហើយ
ចឹងប្រុសស្រីនឹងសម្គាល់ទេការសម្គាល់ទេអាចស្ទាបទៅថាប៉ះប្រុសប៉ះស្រីឥឡូវសាកស្ទាបអញ្ចេះមើលឧទាហរណ៍ថាញាតិញោមនៅមកខាងហើយចោះរុនប្រហងប្រប៉ិននេះហើយផ្អែកមកផ្អែកសាច់នឹងឲ្យប៉ះប៉ុណ្្នឹងហើយកុំឲ្យដឹងសំលេងឲ្យយើងមើលថាសាច់នឹងប្រយស្រីមើលអត់ដឹងទេមែនទេនឹងហើយយើងសំកល់អូអាសើចទៅស្អាតមានថ្មិញចេះថ្មិញចោះឥឡូវដកថ្មិញមួយឲ្យយើងមើលមកដឹងទេអត់ដឹងទេហ៎សរសៃដកសរសៃឆ្វាច់មួយឲ្យយើងមើលអត់ទេគ្រាន់តែជាការសរុបរួមទៅកុំសំកល់តែចឹងញាតិញោមអាចយល់បន្ថែមថាអាយតនៈទាំងអស់មាន12ខាងក្នុង6ប៉ុន្តែសំខាន់ផ្លែចង់និយាយថានេះអា6ខាងក្នុងនិង6ខាងក្រៅនឹងតាមមាគាប្រពុតឲ្យគ្រប់គ្រងដើម្បីបានសេចក្តីសុខស្ងប់ផ្លូវចិត្តនឹងគ្រប់គ្រងអាក្រៅឬក៏គ្រប់គ្រងអាក្នុងគ្រប់គ្រងអាក្នុងតាប៉ុន្តែយើងរងថ្ងៃយើងខ្វល់មួយអាណាខ្វល់មួយអាក្រៅនឹងបើជាក្តៅនឹងហ្នឹងហើយខ្វល់យូរមួយណាក្រៅហ្នឹងឥឡូវអ្នករៀបមានបញ្ហាទាំងឡាយអ្នកមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តទាំងឡាយហ្នឹងអត់ដែលបារម្ភជាមួយនឹងអាក្នុងនេះទេបារម្ភជាមួយនឹងអាក្រៅកូនចេះប្តីចេះសើក្រៅទាំងអស់ស៊ីនឹងអាក្នុងនេះអត់ចោលវាអានេះរបៀបថាអាក្រៅបើយើងប្រៀបធៀបអាក្នុងនេះដូចពងអួយផ្ទះតំបោផ្ទះយើងទ្វារផ្ទះយើងអញ្ចឹងហើយខាងក្រៅដូចភ្លៀងខ្យល់ផ្គរអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងទៅទប់មេឃកុំឲ្យភ្លៀងបានទេណូទប់មេឃកុំឲ្យក្តៅបានទេណូជិបបបិទតំបោផ្ទះយើងឲ្យជិតបានទេបានឃើញទេហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបានអ្នកដែលទៅមានទុកទៅនិយាយរៀបរាប់ប្រាប់ព្រះអង្គព្រះអង្គថាបានហើយតថាគតដឹងហើយហ្នឹងបងដឹងច្រើនជាងយើងទៀតអាទុកហ្នឹងនាងគ្រាន់តែយំប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែនាងមិនដឹងថាទុករបស់នាងច្រើនប៉ុណ្ណាទេតាមពិតដូចព្រះអង្គប្រោះនាងបដាចាអញ្ចឹងលោកទៅគាត់ទៅមិនដឹងថាប្រត់ប្តីប្រត់កូនអីថាវាទុកធំណាស់ទ្រាំបានរហូតដល់ឈួតហ្នឹងថាវាធំណាស់គ្មានពីណាទុកដល់នាងប៉ុន្តែព្រះអង្គថាបើនាងដឹងនឹងឃើញថាអាទុកមួយជាតិហ្នឹងបន្តិចមួយតថាគតដឹងរឿងទុកនាងឯងនឹងច្រើនជាងនឹងទៀតពីមួយជាតិទៅមួយជាតិកាលទឹកភ្នែកស្រក់ដោយសាររបស់ជាទីស្រឡាញ់ហ្នឹងបើវាកុំមកលេយទៅណាទឹកសមុទ្រទាំង4ហ្នឹងតិចជាងនេះឃើញទេអញ្ចឹងព្រះអង្គមិនមែនលួងថាអឺឈប់យំទៅពពុតអត់ដែលនិយាយចឹងទេឲ្យយល់ហ្នឹងហើយយល់យំទៅយំឲ្យយំទៅប៉ុន្តែយល់តែយល់ឈប់យំហ្នឹងហើយដល់ក្រោយមកបានណាអូគិតថាមានតែទុកនឹងទេដែលធំជាងគេដឹងអីក្នុងសង្សារវត្តវាច្រើនជាងនឹងតទៅទៀតស្រាប់តែនាងឃើញថាទុកនឹងតិចមួយអាហ្នឹងកាត់វិការយល់បើមិនយល់គ្រាន់តែឲ្យឈប់ទៅនឹងយំទាំងអ្នកប្រាប់លើអ្ហាមែនអត់អាត្មាចាំបានដូចញោមស្រីការញោមប្រុសទៅមិនស្លាប់ញោមស្រីឡើងឈប់យំហ្នឹងគេបើដល់ពេលអ្នកក្រៅមកនឹងស្រែកពីយ៉ាងណាអូយញោមប្រុសខ្ញុំអើយញោមប្រុសខ្ញុំញោមស្រែកយំទៀតឈប់យំអីតាយំឡើងអស់ទឹកភ្នែកអីហ្នឹងហើយអីណាវិញនិយាយរឿងគេខំនិយាយរឿងញោមមានស្អីកាលញោមប្រុសនៅចឹងណាកាលនៅគាត់នៅហូបស្រាអីស្មានសុំសិទ្ធគាត់ណាស្មាននិយាយបានណាទៅនិយាយទៅគាត់ដឹងដែរតែនិយាយរឿងគេខ្លាចគេខំដូចប្រុសបដាចាចឹងព្រះអង្គអត់មានប្រាប់ថាអូយនាងហើយឈប់យំទៅកាត់ចិត្តខ្លះទៅពាក្យចឹងយើងនិយាយសាមញ្ញប៉ិនកាត់បានទេសាក់កំពុងតកាទុកណាមកលោមចឹងយំថែមលវាកំសត់កំសត់ថែមលវិធីព្រះអង្គមានអ្វីថែមហ្នឹងហើយ
ឥឡូវឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងមុតប្រឡាននៅចុងដៃនេះបើសិនយើងទៀះផាច់ឲ្យឈឺកន្លែងនេះអាចផ្លិចឥឡូវថាមុតនឹងថាវាឈឺណាឥឡូវកាត់កន្លែងនេះចោលមកឈឺនឹងទៀតទេអត់បើយើងទៅលុញតែកន្លែងហ្នឹងគឺឈឺរត់តែខ្លាំងអាលួងហ្នឹងដូចយកដៃទៅទៅលុញអញ្ចឹងអាលួងដូចយើងលួងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដូចយកដៃទៅអង្អែលកន្លែងហ្នឹងវាឈឺឡើងវិធីដែលគេលួងគ្នារាល់ថ្ងៃមានគណៈធ្នមឬក៏ដូចចាក់ថ្នាំស្ពឹកតែមិនជាការព្យាបាលទេពពុទ្ធព្រះអង្គព្យាបាលអញ្ចឹងឈឺតែមួយផ្លេតទេឲ្យរួចទៅវាជាហ្នឹងពួកពាកលួងលោមហ្នឹងដូចតែចាក់ថ្នាំស្ពឹកចាក់ច្រើនពេកលួយសាច់អស់សាច់ហ្នឹងវាអត់បានជាទេរហូតដល់បញ្យលឲ្យនាងដឹងថាម៉េចចុងក្រោយនាងភ្ងាខ្លួនមកថាម៉េចអអញនឹងកើតទុកវាមិនមែនមកពីប្តីស្លាប់មិនមែនមកពីកូនស្លាប់មិនមែនមកពីអីទាំងអស់គឺមកពីអញជាប់ពួកគេកើតមកសម្រាប់ស្លាប់គ្រប់តែគ្នានាងយល់អញ្ចឹងទាំងអញនឹងក៏អញ្ចឹងកាលទៅមុនហើយក្រោយតែប៉ុណ្្នឹងឃើញយល់ដល់ពេលយល់ឃើញទៅថយនាងពិចារណាថាពឹងអាម៉េចបានឥឡូវហ្នឹងដល់ពេលនាងពិចារណាបានហេតុអញ្ចឹងទីបានព្រះអង្គមកទៀតមកថាត្រូវហើយនាងបកុលទាំងឡាយកើតមកជាតែចង់ពឹងរបស់ខាងក្រៅហ្នឹងប៉ុន្តែព្រះអង្គប្រាប់ថាបកុលដែលត្រូវមច្ចរាជគ្រប់សង្កត់ហើយមានន័យថាពេលដែលយើងតាំងនៅក្នុងមច្ចរាជមកប្រកាសដែរទ្របទាំងឡាយក្តីកូនទាំងឡាយក្តីញាតទាំងឡាយក្តីទោះបីមានច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ជួយយើងអត់បានអញ្ចឹងបាទរបស់មានហើយពឹងអត់កើតហ្នឹងសន្តិអ្នកសន្តិអេវៈបងថាចាទោះជាមានដូចអត់ហ្នឹងមានដូចអត់ហ្នឹងមានពឹងបានណាហ្នឹងហើយលើមើលអ្នកស្លាប់មើលមានលើថ្មណាអ្នកប្រពន្ធ4 10ក៏ដោយមានស្លាប់តែមានលើថ្មណាមិនចឹងមានដូចអត់របស់មានហើយប្រើអត់កើតរបស់មានហើយពឹងអត់កើតមានដូចអត់អញ្ចឹងមែនអត់បើមានប្រើបានអានឹងមានគឺមានហើយចុះបើមានពឹងអត់បានមានដូចអត់មានកូននៅឆ្ងាយពឹងក៏ខ្យល់អត់កើតឧទាហរណ៍ចឹងគណថាមានកូននៅណានៅណានៅបរាំងហើយមិនដែរផ្ញើលុយឲ្យចាយទៀតឧទាហរណ៍ចឹងគណថាមានចឹងទៅប៉ុន្តែលុយក៏មិនផ្ញើឲ្យចាយអាឈឺក៏មិនដែរមកមើលគណនៅក្នុងចិត្តថាមានចឹងប៉ុន្តែពឹងអីអត់បានសោះអានឹងមានដូចអត់មែនទេហ្នឹងហើយបើពឹងអីក្រៅដែលព្រះអង្គនិយាយហ្នឹងប៉ុន្តែនិយាយពីបុគ្គលដែលត្រូវមច្ចរាជគ្រប់សង្កត់ផ្លូវនឹងមួយមានណាពឹងបានទេមែនទេហ្នឹងហើយសរុបមកវិញអាចចង់ពរិចនេះបន្តិចថាកន្លែងដែលយើងត្រូវវឹកហាត់ដោះស្រាយមិនមែនដោះស្រាយអា6ខាងក្រៅនេះទេនេះរូបដែលយើងមើលឃើញសំឡេងដែលយើងស្ដាប់លើពេលសំឡេងយើងស្ដាប់លើអាគេសរសើរអាគេនិន្ទាអាគេនិយាយដើមអីទាំងអស់ហ្នឹងណាមិនមែនទៅដោះស្រាយអានោះទេដោះស្រាយអានេះអាខាងក្នុងនេះពីព្រោះវាអាប់ឡាយការងារដើម្បីទទួលអាហ្នឹងការងាររបស់តាជីកហ្នឹងគឺវាដើម្បីទទួលសំឡេងហ្នឹងហ្នឹងហើយ our ears is designed to hear all sound all voice អញ្ចឹងតាជីករបស់យើងហ្នឹងគឺបាន design ដោយកម្មហ្នឹងថាឲ្យទទួលស្ដាប់ទាំងអស់តាជីកហ្នឹងគេអត់បាន design ឲ្យទៅហាត់ក្លិនទេមែនទេតាជីកយើងតាជីកហ្នឹងអត់បាន design ឲ្យទៅហាត់ក្លិនឲ្យទៅមើលរូបឲ្យទៅអីទេការងាររបស់វាហ្នឹងគឺសម្រាប់តែដឹងសំឡេងអញ្ចឹងសំឡេងអីក៏ដោយនៅក្នុងអពសោតដែលថ្មឲ្យលើកមុនថាសុតេសតមត្តังត្រឹមតែលឺឲ្យលត់ទៅអាហ្នឹងចប់នឹងចេះអាយតនៈមួយទៀតអញ្ចឹងចូលមកមេរៀនវិញផសតេតិផាសោប៉ះផ្ទប់អញ្ចឹងប៉ះផ្ទប់នេះមិនមែនរូបប៉ះរូបទេគឺសំដៅទៅដល់នាមធម៌ដែលវាកើតឡើងប៉ះនឹងអារម្មណ៍ដូចជាក្បាលពពែ2ពពែ1ដូចជាអាយតនៈខាងក្នុងមិញហ្នឹងណាអាត្មាលើកមិញហ្នឹងហើយពពែ1ទៀតដូចជាអាយតនៈខាងក្រៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលភ្នែកប៉ះជាមួយនឹងរូបក៏កើតចក្ខុវិញ្ញាណឡើងអញ្ចឹងការប្រជុំធោ3ដែលប៉ះគ្នាហ្នឹងគឺភ្នែកហើយនឹងរូបហើយនឹងចក្ខុវិញ្ញាណដែលវាកើតឡើងអាការប៉ះគ្នាកើតឡើងបែបហ្នឹងហៅថាផស្សៈហ្នឹងហើយនេះ
ภาษาโดยจิการจุลคณีในปปเปตั้งปีนู้ไอจำภาษาเหม็นกับบาลปปเปก็ปนแต่ภาษาโดยจิการจุลนั่งการจุลคณีปะเวทุลแต่ปะคณีแบบการสกตุกไอการล่างยังมันภาษาเรียงเราขังดามเกยังนั่งไอทัชจิปัจจัยนอมไอการเวทันเนียนั่งไงนั่งไงบ่อนเมียนการปะตุกนั่งเตเวทันเนียการดังสกตุกไอก่อนเมียนขณะนั่งเมียนปนวิเวลอัดตามมโนทวีตามผูกแวงอะไรอย่างนั้นนะเวลอัดอะเรายังศึกษาจารันเตียนปนเรายังยึดแต่ตามทวีตามไอ้วิชาพยลกรุปจัดต่างอ่ะสัตว์เมียนภาษาต่างอ่ะบัสนอเมียนภาษาอันเมียนการดังอารมณ์ไอ้เซมเซย์สมบัติอยู่สอบก่อนเมียนไงอย่างนั้นเด็กเด็กลุยยังอยู่สอบไอ้นู้ก็เมียนภาษาในขนมหนึ่งไงนั่งไงปะหนึ่งนั่งปะสำเร็จกันแหละเดี๋ยวปะคณีให้การสาวตะไปเย็นนั่งยิ่งเละกันแหละภาษานั่งไงปะนี่ขัดคำกล่าวเนี่ยตัวนาทีระบบภาษาคือการปะตบอารมณ์ได้ชัดดังนั่งเชื่อปัจจัยอ้อยโทใบประจุมคณีคืออารมณ์วัดเท่านั่งไปเย็นวัดเท่าคืออาการขนองไหมเนี่ยผมมวยพเนจรจี้จะมองดัดกายทางนั้นหายใจวัดเท่าไฮดรจัดอารมณ์คือรูปสมเลงคลันรูปพอทับเป็นเมเนจิพิญิวหรอบอไอ้ยะตนะขังขนองหนึ่งให้ก่อการวิญญาณลางจิตจักขวิญญาณเคยรูปสาตวิญญาณสนับสมเลงนั่งอัฐโทใบนั่งประชุมเนี่ยการล้างจิตเละขณะภาษาวิทเวอร์อัฐโทใบนั่งการล้างให้ดำใบอัยยลอองโทมวยเหมือนกิเลนปีเละขณะติจักตะกะเนี่ยยังยังนั่งเตาเรียนเละขณะติจักตะกะห้าสิบปีเละขณะติจักตะกะถึงอ่ะโทบุญสำหรับสังกัลเมียนเละขณะจิตดาวมรบภาษาเจตสักตีมวยพอสนะเละขณะเมียนกาปะตุบจิตเละขณะโดยได้มาค้างโดยอายตนะขังขนงได้มาค้างโดยอายตนะขังกลางขณะปะคณีการสำเร็จลังโดยจิตภาษานะภาษาสังขารดันะเละสาวเมียนกาทั่วอิจฉานังอารมณ์ปะคณีอันนี้วิสุทธิ์เตียนอิจฉาตั้งปีนั่งปะคณีสันในปาตะปัจจุบันฐานเมียนการประชุมรูปเวียงอารมณ์วัฏฏะนั้นจัดเจียการประกอบบ่เวอาปาทะอาปาทะเกตะวิสยาปตัดฐานเมียนอารมณ์มากันกลุ้งเจียหัดจิตจังบัสันเจียอดเมียนอารมณ์เมาเตภาษาโนอัตกาเดอุติหอทารูปเวนเอาไปขังกล้าวไปอดมาขนมกลุ้งจะเข้าไปยืนสำเร็จเมียนเม็ดไปเป็นนกชงไงวิอัดมอกันตะจีบะยืนคลั่นเมียนเม็ดเป็นนกขนงปอบวิอัดสายจิงมอปะจมอกรูจีบเมียนเม็ดนกตะขนงจานสล้อวิอัดมอปะหันแดดกระดาวตะจีบเมียนเม็ดเป็นนกวิอัดมอปะกายจังภาษาหน้าอัดกาลาไงตัวแต่อารมณ์นั่งมอกันกลุ่นล้วงเติบจีบใจอ้อยภาษาหน้ากาคาลาโดยรูปนี้ยังเมื่อเคยจะปีมกไหมเนี่ยปีกร้อยเมื่อเคยเนี่ยอัดเลยเปียทำหมอกกันกลุ่นล้งโยเปียหมอกกันกลุ่นล้งไงนั่งหมอกกันกลุ่นล้งเมื่อในท่าใหญ่ visible object ไอ้ได้เมื่อเคยนั้นเวียนเมื่อในท่านกนงจมวิสัยนกนงวิสัยได้ภายในเมื่อเคยนั่งไงบ่าวเวนเอาไปขังกรอยเวียนมันเอาขนมกลวงจะเข่าเลยเยอะเลยนะตัวเราเอาไปผังมุกเยอะนั่งหาทวีมอการกลวงได้เยอะกันเลยเติร์สำเร็จยังได้บะซันเจียเวทเรากัดขันเจียงมวยอย่างกระปันกินใจขังน้องอัดเลือดอินเตจิปุเวอัดมอปะตะเจี๋ยเปียทามอการกลวงไม่ได้ทาบันเย่ปีตะเจี๋ยเวทตัวแต่สรุปตีมาขนมตะเจี๋ยนั่งเองน้องมอปะตะเจี๋ยนั่งหาทกลวงบ่ตะเจี๋ยคลันเวนเอามอขนมกลวงจะมอไม่ได้ทาตัวหลักคลันนักเว็บไซต์โจมอดอลจะมองนักหาทางมอกันกลุ่นลงเขียนเนี่ยจะมองมอกันกลุ่นลงอันดัดไม่ได้ดอกแปะมองแปะดัดมองมอกันกลุ่นลงกายยาบซัดไปตัวแต่แปะเนื้อถัดรึงไอจังระบบนั้นเราเก
kia mẹn tên bọn đây bởi vì ọt bác mình chung tham mô còn lộn cà vậy tôi lại bác dù lấy chẳng việc tham mô căn còn lộn dân nâng lưu việc nâng tràn rưu tham mô căn vị sái đáy vật thọ tên của mũi nâng sổ tiên bàn xâm lên cái đó bởi vì nâu bạc xâm mọt nó mình chung tham mô nó không xâm còn lộn này khăn cái đó vì nấu không bật quân cái bật chết càng khó lúc vì mình máu không còn lồn cho mọt thì và sẵn năng mình phải vô lấy cho đánh mà cứ thay dân bà phía sau tại cô đăng thà thô tàng lái cạt láng bố bách sân đâu không chỉ vật dân hòa ngày nào tăng bị bạc này là hột bật này đầy tư vinh đầy lụa miền là hột bằng dân ọt bàn riêng dân ọt đăng nấu không nâng từng óc bạn đã biết mình sụm đau lơ à bạc như rưng như thế, khăn chỉ lệ khăn nặng đằng, nè phù với chỉ niệm mà thọ, phù miết bê khá dương bạc ọt đằng đây nè, ưu tiên dương định lỗ thì nghĩa tóc bạc thì bạn nó dở đằng này, đó là bạc hay miết lệ khăn nặng đằng tôi chỉ phá sản nè, ok chẳng phần nắng, bây giờ nhôm chọn tính còn tính từ phá sản lệ khả nào miết bạc bạc tục chỉ lệ khả nặng, bởi mình chăm mùi từng buôn nó chăm từng mùi các bạn này. Nè chạm ta lơ lơ nè và mà chồng ở chỗ bác chạm tầng ổ tư lò hãy được mà nâng à đối dân kru bà riêng mua chân á à lẹ cả nạ bó kru bà riêng nâng kì xùm khó là mạch quạt phở ấy quạt xe liệp bệ dàng mạch nâng à hãy cài bì ca quạt dàng mạch ai bây giờ cho cách bỏ cất sẽ cách bỏ cất cứ phải riêng vẫn là mùi đang ra luôn nâng này à cà rạ bỏ cất bỏ cất nâng miền lệ cận nè bỏ cất giang mấy cứ cất coi phải riêng hay phơi cay bị cay giang đi giang đâu nâng này chân thô tầm mùi đang tận đàn chương cá vô đòi lệ cận nè chương cá để vô đòi cách chương cá vô đòi cà rạ bỏ cất nâng này chẳng ban bỏ ông sầm đai thô hà tha đôi anh nấy cặp bò rì dài đang gì đang lưu viện nâng ấy đôi anh nấy cặp bò rì dài anh nấy phải thật chờn bỏ ông sầm đai đôi anh nấy cặp bò rì dài bởi dương bên bà nhà cha khá bỏ ông bạch dây đôi anh nấy cặp bò rì dài dây đạm mũi mũi chòm mỏng vấn đề đời xa sạt lốp miền đi say tuôn sòi chán bỏ ông có sầm đai đôi anh nấy cặp bò rì dài rai rạp mũi mũi dây mũi tiệt mũi mũi dây mũi tiệt dây mũi dây mũi tiệt đầm bay ở phía trâu nâng ở phía sài bảo dưỡng chạp dồn hay bên dây mình tên cô đạo bảo phóng tờ rương sạch chạy thua nè phân nạc là vô sạch chạy vô tờ đạo sạch bàn chẳng việc tâu mì phì mặt tay tâu có khó cô khô sân hơn phần này trong khói mình chọc thầm có khó cô khô ấy tờ đó bạn ở nhà bắt PhD nâng tờ đài mình ấy bên này chắc lát hiền luôn thân nạ đó phần dưỡng đùm luôn mùa chứ dưỡng nâng à, lâu mùi tiệt phá sạc phần nâng chưa? Cảm ơn ôi chăm tha phá sạc miên lệ cảm ơn bạc tục chỉ mùi nâng à ròm nâng à ở quê tình này bàn phí hả nâng trâu đọ bây giờ dân thọm dễ chánh á bởi bây giờ dân riêu thô ở vô lắng ôi về tình này đó là cái nhóm anh nâng ọt vô lê ọt vô thô nâng này tâm bất dân thì dây nâng có vì ọt khó về dân cắt bị ô tục ở về tình này đó là cái nhóm anh nâng trâu dây ở chân dân xâm đau đó là lùm bã ôi cắt tục ở về tình này đó là anh nâng dây ở chân trâu tập bất là về tình này tế về tình này với mẹ sợ bài đấy dân miền đài là dây thăng về tình này đó là cái nhóm xâm đau đó là sợ bài nè mẹ nế ở tình dây tờ về tình này cứ dập dư này nâng này nâng ở đôi cầm chẳng cầm đó là hơi nhầm tâm bất cầm với miên là ô miên là cỡ nâng này nâng này nè ông lấy ra tập feeling rồi có sensation nâng này lẽ cả nè sau ở rộm đăng ở rộm chỉ sốc chỉ tục feeling chẳng ông lấy cái ra feeling feel good feel not good ấy nâng
ឃើញទេត្រូវដល់យើងប្រែថាអារម្មណ៍មិនល្អអារម្មណ៍អត់ត្រូវអារម្មណ៍វាណាចេះល្អមិនល្អមកវាប្រែមកខ្មែរនឹងប្រើពាក្យនឹងអត់ត្រូវអារម្មណ៍ដូចនិយាយមិញអញ្ចឹងជារូបជាសំឡេងវាមានដឹងស្អីវាអានោះឃើញទេរូបនឹងវាមានចេះល្អមិនល្អខ្លួនវាអីយើងតើសบายឬអត់ដូចសំឡេងគេនិយាយចំចិត្តអញ្ចឹងយើងសบายចិត្តអីនេះទេអាតួសំឡេងនឹងអាតួពាក្យជេរនឹងក៏វាអត់ដឹងថាខ្លួនវាអាក្រក់ដែរអោដូចតួលាមកនឹងវាមានដឹងថាខ្លួនវាស្អុយណាយើងតើអ្នកហាត់តោស្អុយនោះមែនអត់ហើយយើងចេះថាអូស្អុយធ្វើមុខធ្វើមាត់ប៉ុន្តែវាខ្លួនវាមានដឹងមកណា feeling អញ្ចឹងអង់គ្លេសគេប្រើពាក្យវេទនានឹងប្រែថា feeling ឬក៏ sensation វេតិយតៃតិវេទនាណាបើអ្នកចេះបល័យអានដល់ប៉ុណ្្នេះគេដឹងធម្មជាតិណារមែងខ្សែផ្សោយសោយនៅអារម្មណ៍ហេតុនោះធម្មជាតិនោះឈ្មោះថាវេទនាវេតិយតិអាលម្បនរៈសង្ឃនុភវតិវេទនាអញ្ចឹងពាក្យថាវេទនាមួយជួនកាលចេញមកពីពាក្យថាវេតិយតិតិជួនកាលចេញមកពីពាក្យ2-3ហ្នឹងបញ្ចូលគ្នាទៅជាវេទនាអញ្ចឹងបាននៅតែគំត្រូលឲ្យរៀនបល័យអ្នកប្រសងដល់លោករៀនបល័យនៅតែល្អព្រោះតែបាត់បល័យយូរទៅនិយាយខុសធោះអស់និយាយតាមតយល់ហ៎តាមយល់យល់ខុសសភាវៈធោះដែលឈ្មោះថាវេទនាព្រោះអត្ថរលឹកដឹងខ្លួនគឺសោយនៅរស់នៃអាអារម្មណ៍ដឹងសក់ដឹងទុកអីហ្នឹងទៅទៀតដឹងអាវេទនាបើពោលដោយលក្ខណៈនៃការសោយអារម្មណ៍មាន3គឺសុខវេទនាទុក្ខវេទនានិងអទុក្ខមសុខវេទនាឬហៅថាឧបេកឧបេខាអញ្ចឹងពេលយើងសប្បាយសុខអីហ្នឹងគឺសុខវេទនាពេលយើងកើតទុក្ខលំបាកហ្នឹងជាទុក្ខវេទនាពេលធម្មតាធម្មតាអត់សบายអត់កើតទុក្ខមានមានពេលអញ្ចឹងណាបហើបហើធម្មតាណាឥឡូវឧទាហរណ៍យើងមានឡានថ្មីមួយសុខវេទនាកើតច្រើនទេមែនទេហ្នឹងហើយអាថ្មីហ្នឹងសบายចិត្តដបងសបោដោយសុខវេទនាអដល់គេបុកភិញកពិតអស់ទុក្ខវេទនាកើតឡើងហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលឡានហ្នឹងវាចាស់ទៅអត់មានណាបុកណាអីទេជិះឡានជិះធម្មតាអត់មានសុបាយអីទេឧបេខាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដល់ជិះយូរមានសុបាយអីជិះនោះមែនទេធម្មតាធម្មតាអត់ដល់ផ្ទះទៅណាឧបេខាប៉ុន្តែបើពោលដោយឥន្ទ្រីមាន5វេទនាហ្នឹងគឺសុខវេទនាអាហ្នឹងនិយាយទៅតាមផ្លូវកាយទេដូចយើងតិចស្រួលកក់ក្ដៅស្រួលតាមផ្លូវកាយទុក្ខវេទនាពិបាកតាមផ្លូវកាយនឹងដូចប៉ះអីរឹងផាំងឈឺអីចឹងទៅក្តៅពេកតិចពេកតាមផ្លូវកាយនិយាយទៅតាមផ្លូវកាយទេអាសុខហើយទុក្ខហ្នឹងអាលើនិយាយទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តអាបីលើសុខទុក្ខនិយាយទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តប៉ុន្តែអាក្រោមចែកជា5នេះសុខហើយទុក្ខនិយាយតែផ្លូវកាយហីនឹងហើយដល់សោមនស្សនេះសบายផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងបើយើងបូកបញ្ចូល3វិញអាសុខវេទនានិងសោមនស្សវេទនាវាចូលក្នុងសុខតែមួយហីហើយទុក្ខវេទនានិងទោមនស្សវេទនាខាងក្រោមនេះវាចូលក្នុងទុក្ខតែមួយឯងហើយទី5ស្មានទី3ខាងលើចាប់តាន់ហ្នឹងហើយលឿនណាអត់អីនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងចាំមើលមកទៀតអាបរិញ្ញាងលឿនលឿនដោយសារមួយអាទិត្យរៀនតែមួយថ្ងៃហើយតែ1ម៉ោងកន្លះហើយសង្ឃឹមថាអាវីដេអូហ្នឹងវានៅក្នុងចាប់ញាតខ្ញុំរីពីតមើលម្ដងទៀតទៅក្រដាស់ក៏មានអីក៏មាននិយាយរួមមកក្ប្លេហើយវារៀនមិនចេះទៀតមានតែរៀនទៀតហ្នឹងឯងអា5ខាងក្រោមនេះជួនកាលលោកហៅអញ្ចេះសុខិនត្រីទុក្ខិនត្រីសោមនស្សិនត្រីសោមនតោមនស្សិនត្រីឧបេខិនត្រីហៅអញ្ចឹងក៏បានដែរបើជួនកាលលោកហៅតវេទនាអញ្ចឹងក៏ដឹងដែរនិយាយធ្វើម៉េចក៏ដឹងដែរតែរៀនយូរទៅអាត្មាគិតថាអ្វីដែលផ្លែកនេះផ្លែកតាពាកហៅឯងប៉ុន្តែបើ experience របស់យើងវាមានទាំងអស់អាហ្នឹងអត់មានអីផ្លែកទេណាឥឡូវនិយាយពីអា5ម្ដងថាសុខវេទនាគឺសុខស្រួលផ្លូវកាយបើយើងជិះកង់អាលាក់ទៅពិបាកផ្លូវកាយជាទុក្ខវេទនាហើយជិះម៉ូតូមានកែបអីស្រួលទៅផ្លូវកាយស្រួលជាសុខវេទនាប៉ុន្តែពេលអាសบายផ្លូវចិត្តនេះសោមនស្សសบายរីករាយផ្លូវចិត្តរំភើបរីករាយហ្នឹងអាហ្នឹងមិនមែនផ្លូវកាយទេគឺផ្លូវ
ចិត្តអ្នកសោមនោះឯតោមនោះនេះរឿងតូចចិត្តរឿងខឹងរឿងស្អប់រឿងពិបាកចិត្ត stress stress ហ្នឹងមិនមែនទុក្ខវេទនានេះទេគឺផ្លូវចិត្តតោមនោះហ្នឹងហើយ stress ហ្នឹងមាន stress ហ្នឹងអា stress តួ stress ហ្នឹងឯងតោមនោះហ្នឹងអានោះឯងឥឡូវត្អូញមករឿងមានប៉ុន្មានដឹងអស់អញ្ចឹងបានមនុស្សដែលអាចដោះស្រាយទុក្ខយើងបានណាទោះតែព្រះអង្គឆ្លប់បត់ពិសោធន៍ទុក្ខនឹងខ្លាំងជាងយើងឧទាហរណ៍ព្រះអង្គទៅធ្វើទុក្ករកិរិយា6ឆ្នាំលះបង់បើមនុស្សធ្លាប់ក្រហ្មងមកគិតថាមិនសូវពិបាកដល់ព្រះអង្គធ្លាប់ជាស្ដេចនៅក្នុងប្រាសាទក្នុងវិមានអត់មានយោអ្នកបម្រើអីទៅតាមមួយទៅផ្ទុំទាំងដីហើយកាន់បាយមួយដើរសុំគេងាយងាយធ្វើងាយអីលោកបថយអាហារម្ដងតិចម្ដងតិចយូរយូរនៅសល់តែប៉ុនក្របបត្រាមួយថ្ងៃហើយយើងព្រឹកផងងាកផងហ្នឹងដូចថាបើព្រះអង្គកើតមកនៅក្នុងតកូលក្រហ្មងអត់សូវអីទេប៉ុននេះនោះមានដល់កពូលហើយស្រាប់តែលះបងចេញអស់អញ្ចឹងបើនិយាយពីអាលំបាកព្រះអង្គក៏ធ្លាប់អាសុខនគរ3ប្រាសាទ3ហើយនិយាយពីស្រីស្នំ16000ប្រចាំតំបន់មួយគឺប្រឡងរបស់កញ្ញាយកមកថ្វាយហ្នឹងអស់ហើយអង្គរៈព្រះអង្គសិស្សស្រីស្រីទាំងអស់អត់មានប្រុសប្រុសនៅចិត្តមួយឯងអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីអាវិនណាហ្នឹងហ្នឹងអាសាក្មេងក្មេងទេណាហ្នឹងសត្វតែពេញពេញមកធម្មា26 27វស្សាអត់មានណាថ្វាយមួយទេតោះទៅទៀតអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយល់ច្បាស់ថាធម៌មួយនឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចត្រូវរៀនពីលក្ខណៈតិចតោកហ្នឹងអនុភវនៈលក្ខណៈមានការសោយអារម្មណ៍ជាលក្ខណៈជាសុខជាទុក្ខជាអុបេខានឹងឯងវិសយៈរសៈសម្ភោគៈរសៈមានការបរិភោគរសអារម្មណ៍ជាកិច្ចវាបរិភោគទាំងអស់អាក្រក់ក៏វាបរិភោគក៏វាទទួលអាល្អក៏វាទទួលធម្មជាតិហ្នឹងវាគូរបស់វាអញ្ចឹងវាណាស់តែយើងទៅវាមិនព្រមទទួលជាកើតទុកហ្នឹងយើងអ្នកអសុខចិត្តតែធូរហ្នឹងវាឌីហ្សាញមកសម្រាប់ទទួលរបស់វាអស់ហើយហ្នឹងហ្នឹងហើយសុខៈទុក្ខៈបតតថាណាមានសុខនិងទុក្ខជាអាការៈប្រាប្រកាសរបស់វាជាសុខជាទុក្ខវាប្រកាសបើពេលខាវាអសុខប្រកាសទេស្អីតែប្រកាសខ្លាំងអសុខខ្លាំងអាទុក្ខខ្លាំងហ្នឹងប្រកាសត្មងភាសៈបតតថាណាមានភាសៈជាហេតុចិត្តនេះអាភាសៈយើងរៀនមិញហ្នឹងវាទល់តែការប៉ះផ្ទុបនឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងកើតឡើងទៅវេទនាហ្នឹងកើតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាដបងគេគឺប៉ះផ្ទុបហ្នឹងឯងទៅវេទនាហ្នឹងកើតឡើងអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងឲ្យចេះតលក្ខណៈ2ឯងសំខាន់ទី1គឺភាសៈមានលក្ខណៈប៉ះផ្ទុបអារម្មណ៍ទី2គឺវេទនាហ្នឹងហើយហើយវេទនានឹងចេះបន្ថែមស្មានដាក់ឲ្យហើយកន្លែងនេះកាលណាញាតិញោមយល់អញ្ចឹងណាយល់ម្ដងមួយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងញាតិញោមយល់យល់ស្ដាប់អភិធម្មសប្បាយចិត្តមែនណាហ្នឹងហើយព្រោះតើអត់ចេះអានឹងទេលោកទេជួនកាលលោកប្រកបពីអីហ្នឹងអានឹងជាឥន្ទ្រីអានឹងជាវេទនាអានឹងវាជាមិនដឹងស្អីទេស្មានដឹងថាញាតិញោមមិនដឹងស្អីទេឯលោកទេសบายតាមតែចិត្តលោកចេះហើយដល់អញ្ចឹងហើយគុំទៅថានិយាយពីខណ្ឌ5ខណ្ឌអីយល់មិនយល់ទេអត់រៀនពីនឹងទៅអត់យល់ទេខណ្ឌ5ហ្នឹងខណ្ឌ5ហ្នឹងថ្មាកាលពីមុនទេគ្មានសូវបានទេបានតែស្មូតញាតិញោមឲ្យទេស្មូតអូខណ្ឌ5មកបត់ខណ្ឌ5មិនទៀងតែងលៀងឃ្លាតហ្នឹងគេប្រាប់ប៉ុន្តែគាត់ស្ដាប់យកព្រោះហ្នឹងគាត់មិនស្ដាប់យកយល់ណាហើយឲ្យគាត់យល់មិនបើអត់ទុនពីនឹងទៅនេះយើងរៀនហ្នឹងនេះបាន2ហ្នឹងភាសាភាសាជាខណ្ឌឬក៏មិនមែនខណ្ឌនេះភាសាជាខណ្ឌឬមិនមែនជាខណ្ឌជាខណ្ឌអីជាសង្ខារៈខណ្ឌណាវេទនាជាវេទនាខណ្ឌសញ្ញាជាសញ្ញាខណ្ឌអសកចេតនាឯកកតាជីវិតន្ត្រីមនសការៈវិតកវិចារៈធិមោខៈវិរិយបៃតៈឆន្ទៈនេះសតេជាសង្ខារៈ
ខណ្ឌដល់ចេញពីនឹងទៅបានទៅយល់ខណ្ឌយល់បដិច្ចយល់ស្អីស្អីតែមិនយល់ពីនឹងទៅទេនិយាយបានតែព្រោះហេនឹងសំបីលោកទេសនាក៏ដោយអូខណ្ឌ5មិនទៀងណាញោមវាទុកអញ្ចឹងចេះលោកជាអថាដែរនោះបើអត់ចេះពីនឹងទៅនឹងហើយ7នឹងជាប់គ្នាអត់ដែរដែរបែកគ្នា7នឹង7នឹងអត់មានអីប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃនោះបើចេះពីភាសាការប៉ះផ្ទុកអារម្មណ៍ហើយនឹងវេទនាការសោយអារម្មណ៍សុខទុកអីហ្នឹងចេញពីភាសាហ្នឹងទៅប៉ុន្តែបន្ថែម extra បន្ថែមដែលញាតិញោមត្រូវចេះហ្នឹងអានេះវេទនាណានឹងកន្លែងនេះក៏ប៉ុន្តែបំបែកជា5នេះស្មើដាក់ extra ឲ្យទេសំគាល់ថាតើសុខវេទនាគេសំគាល់ហ្មងនេះអាសុខអា5វិញណានេះគ្រាន់តែបន្ថែមទេមើលចាំក៏ចាំមិនចាំក៏បានវាចាំវាល្អហ្នឹងហើយហើយបើមិនចាំឲ្យទៅយល់ហើយបើមិនយល់ក៏បានដែរប៉ុន្តែយល់ពាក្យថាសុខវេទនាហ្នឹងមានន័យថាម៉េចតាមផ្លូវកាយឥតថាផតថាពីអនុភវនៈលក្ខណាមានការសោយនៅផតថាពៈគួរជាទីប្រាថ្នាជាលក្ខណៈផតថាពៈជាទីប្រាថ្នាស្អីគេតិចស្រួលកក់ក្ដៅស្រួលដូចទុនដែលនាំឲ្យសុខផ្លូវកាយហើយបើរឹងក៏រឹងដែលនាំឲ្យសុខផ្លូវកាយអញ្ចឹងអារម្មណ៍ដែលល្អល្អហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងអង្គុយយូរទៅក្ដៅអាហ្នឹងជាទីប្រាថ្នាទេអាក្ដៅនោះអត់ទេដល់ដាក់ម្សិលតិចមកជាស្រួលហ្នឹងអាភិបតិចដែលមកប៉ះកាយយើងនឹងឯងហៅថាផតថាពៈដែលជាទីប្រាថ្នាយល់ទេអញ្ចឹងអារម្មណ៍6យកទាំង6ឬក៏យកតែ1កន្លែងហ្នឹងយកតែ1ឬក៏យកតែ1ពួកអារម្មណ៍មិញមាន6យកតែ1ប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងយកប៉ុន្មានយកតាមនេះយកតានេះមួយហើយនេះ tangible object ផ្លូវកាយហ្នឹងហើយនឹងស្អីដែលមកប៉ះកាយយើងដែលនាំឲ្យយើងសុខផ្លូវកាយហ្នឹងណាដែលយើងប្រាថ្នាទីហោថាដេកទៅកន្លែងសកោចចុចអាហ្នឹងជាទីប្រាថ្នាទេអត់ទេដល់ទៅដេកទៅកន្លែងក្រាលស្អាតទៅជាទីប្រាថ្នាសម្បយុត្តានឹងព្រោះហនរសាមានការធ្វើឲ្យសម្បយុត្តធម៌ចម្រើនជាកិច្ចរបស់វាមានន័យថានៅពេលដែលសុខវេទនាផ្លូវកាយនឹងកើតឡើងអាសម្បយុត្តធម៌ផ្សេងទៀតដូចជាស្អីខាងលើនេះមិញនេះអញ្ចឹងសុខវេទនានេះកើតឡើងកន្លែងវេទនានេះណាជាវេទនាប៉ុន្តែវាដើរតួជាសុខកន្លែងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យសម្បយុត្តធម៌ជាមួយវានឹងចម្រើនឡើងដោយសុខដូចគ្នាគឺវាធ្វើឲ្យផស្សៈក្តីសញ្ញាក្តីចេតនាក្តីអេកកតាក្តីជីវតន្ត្រីក្តីមនសិការៈក្តីវាមានសភាពជាសុខទាំងអស់អញ្ចឹងសម្បយុត្តធម៌មានសម្បយុត្តធម៌ខុសគ្នាពីសហចេតធម៌បន្តិចសហចេតធម៌និយាយថាធម៌ដែលកើតព្រមប៉ុន្តែជួនកាលវាអត់នៅមួយគ្នានេះឧទាហរណ៍ដូចរូបហើយនឹងចិត្តដែលកើតតំណាល់គ្នាហៅថាសហជាតិធម៌ដែរតែវាអត់មិចចូលគ្នាទេដូចយើងហៅថាតែមួយពែងអញ្ចឹងតែមិនមិចចូលទឹកឯងទឹកក៏មិចចូលមិនចូលមួយកែវដែរប៉ុន្តែវាដល់វាដាក់អញ្ចឹងមកហៅថាតែមួយពែងមែនទេតែមួយពែងអញ្ចឹងទាំងតែទាំងពែងវាសហការគ្នាបានវាកើតជាតែមួយពេងហ្នឹងប៉ុន្តែមិនមែនបានថាវាមិចចូលគ្នាទេអត់ទេតែបើសម្បយុត្តនិយាយពីស្អីដែលមិចចូលគ្នាគឺទឹកហើយនឹងតែនៅខាងក្នុងចិត្តនិងចេតសិកជាសម្បយុត្តធម៌តែចិត្តនិងចេតសិកវាអាចកើតតំណាល់គ្នាជាមួយរូបដែរបានជាហៅថាសហជាតធម៌អញ្ចឹងស្អីទាំងអស់ឲ្យតែកើតព្រមគ្នាហៅថាសហជាតធម៌ស្អីដែលវាមិចចូលគ្នាមិនអាចបែកគ្នាបានហៅថាសម្បយុត្តធម៌បាញ់បានហ្នឹងហើយហើយសម្បយុត្តធម៌នឹងនិយាយតានាមធម៌រូបអត់និយាយរូបនិយាយបានត្រឹមសហជាតិអឺ
chắp bàn khá chú ngáo mơ lâu nắng sâu dốt ai tâm mơ bị tổ mòn tiết và hai gì mẹ rõm thật là anh khác đối với bạn sẽ đạp chân mẹ nó nè vô hiền lươn đá nè ngài bạc tiệm bà lấy mày cha đấy là ờ ca gì ca à xa tẹp và cho bà thà ná miên ca trey o plo ca chìa ca rạp bà cọt chân nó quay đi sốc của vệ tình yên năng ca lãng miên đi thà sức đây sốc plo ca nên chìa ca rạp bà cọt sốc sư rùa plo ca nên chìa ca rạp bà cọt bảo vệ dừng dừng chọn đăng thật tất sốc của vệ tình yên miên liệt nạ mách thà phê dừng sư rùa plo ca năng anh bà cọt chìa sốc plo ca năng anh hà thà sốc của vệ tình yên nâng này ấy cho bắt tọt than bảo viết cái ca dân trì dạ bắt tọt than á miên ca dân bắt sát chỉ hết chật chân bọt miên tu rụp ca này tới miên đắng cả đáu tự chạy cả lần sửu mình sửu để chân tu ca này chỉ hết chật bảo viết lỡ từ mùi tiết bọt tục ở bên tình em bắt đầu anh đất thạc phọt thạp bia nụp hẹo vần nhẹ lẹ khăn à miền ca sói phật thập bệ mình cua bạch thanh chỉ lệ khẩn say mình cua bạch thanh cái đau pe tự chẹp pe rưng pe tuôn pe đại bệ ai bộc phát ca dương nắng á này sam bồ tát năng mị lia bạch nạ rẻ xá miền ca thơ ông bạch sao mùi thèm sao mùi phong miền ca thơ ông sam bồ tát thô sao món chỉ cạch chân nâu phê đẹp tốt của vệ tình yêu cạt làng hơi nè xăm bà dô ta thua mùi viêm mình nóng à ơ mẹ nè thằng lơ mình xăm bà dô ta thua đi cạt cho mùi viêm nóng nâu phê đẹp tốt của vệ tình yêu cạt làng tam phá cái phát xạ nóng có biệt xanh nha nóng có biệt chê tình nà ê ca cà ta chi vi tình tri mà nè xe cà rạ nóng viêm biệt tầng ọ viêm cạt tốt tầng ọ được đấy. Tại cái nào tục nâng cao lắm, à thua đại biểu nâu cho mỗi cái đó biểu tục từng ở đội nâu không cao mỗi nâng, dân đặt score đặt say sầm lo nâng xa che, phần đặt tọt ông tin mà tọt tới pull ngọ, miền đây chăng á? Cái gì cà pì thẹt và cho bát thành á, miền ở pì phơi cái chè à cà rạ và cọt chăng chăng à và cọt nâng mạnh, thà pì để chư nâng ấy, pì để bảo bạn nâng ấy, sầm qua thả nâng ấy chỉ tục ở về tận địa phơi cà. Cô dù miền sập bồn chương ấy nà bà cọt thà sập bồn chương năng ấy chỉ tốt cả về tận nếp lỡ cài cô dù tôi lần cắt đầu cụt à cắt đầu năng ấy chỉ lẽ cả nè tốt cả về tận nếp lỡ cài miền chư thưa mình nhé à chư năng ấy tốt cả về tận nếp lỡ cài chư cả ba chư pua chọc pua ừ. Chư chương chư đây chư thưa mình nè à chư đôi rô có đó à chư đôi bạc ra ca chư đôi ai ra bọt mình là o anh ứng sách tệ tục ở bê tình yêu lớn cài cài dân trị dạ bà tọt tạc hà ná miên cài dạ bà sát chả hạt chết được nè cứ đôi xa miên cài nó ngay bàn chư nông ấy dân chìa bà tô tạ chư mê nè bọn thà mấy bà rạ chân là mì tèng rô bán rô kẹt nịt thèn rốt chỉ tí bà chung cho rút chỉ tí bà chung cho nấy rốt hay tập bọn bọn thật xong gồm ôi chư bọn thật tạc ca nam miên rút vì miên rốt rốt ấy đắng này vì trâu tạm miên tích miên trần hay đó tập bọn bọn thật gồm ôi miên rốt mình ôi miên rốt tạc gồm ôi miên rút tạm miên rút cái vì trâu tạm miên rốt thấy nhé dưỡng chè bà tùy dân bề tham bờ riêng tư hình chấn tham kịch thành nhân nhôm chậm bàn nói hay phần nhân nhôm vô tự an hay kịch ở trinh cả lại ngon mà bình nè kịch ở vô từ cày tới trinh cả lại ngon máu anh đang chậm đam vô là hay tự riêng nó ở chơi ngon sao lắm tìm mối chơi tầng ó tìm mối chơi sao thế nhé nấu bê để dân riêng chân tấu bàn tham kết tha dân ai miền thọ mà xa cả cha bàn hay ta ở riêng thôi tới mình đang
ឯជាបន្ទោសអូខ្ញុំមិនសន្តានាធัวមិនសាកាឆាបានស្អីយុទ្ធសាកាឆាវាអត់ចេះធัวនឹងវាទល់តែរៀនធัวហ្នឹងមិនយើងមានរឿងឆ្ងល់សួរគ្នាដែលព្រះអង្គថាធម្មសាកាឆាគឺកិរិយាសន្តានាធัวទៅវិញទៅមកនៅធัวតាមកាលជាមង្គលដ៏ឧត្តមវាចម្រើនការចេះដឹងហ្នឹងហើយបើយើងអត់រៀនធัวផងបានធัวណាទៅសាកាឆាវាមាននៅនិយាយដើមគ្នាមិនអត់ឥឡូវមកផ្លូវចិត្តម្ដងអ្នកសុកផ្លូវចិត្តថាទៅសោមនោះសោមនោះសវេទនាឥទ្ធារមណានុភវនៈលក្ខណាមានការសោយនៅអារម្មណ៍ជាទីប្រាថ្នាជាលក្ខណៈតើអារម្មណ៍ជាទីប្រាថ្នាស្អីខ្លះដែលក្នុងលោកគេប្រាថ្នាដូចពាក្យសរសើរដូចជាការបានកូនចៅបានទ្រព្យសម្បត្តិស្អីដែលយើងប្រាថ្នាថាចង់បានចង់បានហ្នឹងអាស្អីដែលជន់ទូទៅប្រាថ្នាហ្នឹងហើយបាននៅអានឹងឯងឈ្មោះថាសោយនៅអារម្មណ៍ជាទីប្រាថ្នាហ្នឹងប្រឡងជាប់ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយគេសរសើរទាំងចាស់ហ្នឹងវាមើលដូចក្មេងហ្នឹងហ្នឹងសិទ្ធិរបស់ដែលគេប្រាថ្នាព្រោះចិត្តហ្នឹងបើវាអត់ជួបអារបស់ដែលខ្លួនប្រាថ្នាហ្នឹងទេវាមិនងាយកើតសោមនស្សកើតទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានអ្នកណាទេសួរអាត្មាថាគេសរសើរច្រើនណាស់អត់អីប៉ុនគឺជេរតែមួយម៉ាត់ធំអត់បានគេសរសើរមកកណោហើយដល់គេជេរតែមួយម៉ាត់ប្របាក់ថាមកពីអីមកពីអាជេរហ្នឹងយើងអត់ប្រាថ្នាហើយមិនយកសោមនស្សប្រមាណក៏បានគេសរសើរប្រមាណក៏បានថានឹងមកពីយើងប្រាថ្នាឃើញទេវាមិនមកពីគេជេរឬក៏សរសើរទេមកពីយើងប្រាថ្នាឬអត់ស៊ីមកពីយើងទាំងអស់ទី2អដ្ឋាការសម្ភោគរៈសាមានការប្រសពនឹងអារម្មណ៍ដែលគួរប្រាថ្នាអាមួយវាសោយមួយទីដោយសារវាជួបតែមកវាមកដល់មកចេតសិកៈអាសាតៈបច្ចុប្បថាណាមានការត្រេកអរផ្លូវចិត្តជាអាការៈប្រកបអញ្ចឹងកាលណាអារម្មណ៍ជាទីប្រាថ្នានឹងវាមកដល់អាការៈប្រកបរបស់មនុស្សហ្នឹងមិនញញឹមសប្បាយចិត្តញញឹមបិទមាត់ចិត្តណាអាការៈប្រកបកើតឡើងអញ្ចឹងមែនទេធ្លាប់សប្បាយចិត្តទេសប្បាយទេសប្បាយតាហើយសួរសប្បាយហ្នឹងធូរអីមែនហ្នឹងហើយចុះទៅមើលកុនមានធូរអីធូរកើតពេញហ្នឹងរៀនធัวនឹងហើយញាតិខ្ញុំទៅណាក៏ឃើញធัวដែរគណៈទៅមើលកុនមើលកផ្លែងសាច់ហាហាហាសោមនោះស៊ីតិចតិចយើងរៀនទៅប្រជុំអូអានឹងសោមនោះក្នុងលោភៈអូតែយើងជ្រះថ្លាថ្វាយង្គមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹកគុណព្រះអង្គសោមនោះរីករាយដែរតែសោមនោះក្នុងមហាក៏សោហ្នឹងហើយដឹងអញ្ចឹងមកអាចទៅជេគេមានធัวដែរស្អីគេអានោះតោសៈតោមនោះខឹងអូវិញត្រូវចិត្តមិនជេសត្វធរហើយទៅរោធរឯណាជាជីស៊ីក្លូរោធរអញ្ចឹងហ៎អាយំហ្នឹងឯងតោសៈតោមនោះណែនេះយើងនិយាយពីសោមនោះសិនកន្លែងសុបាយកន្លែងសុកកន្លែងញឹមកន្លែងសោចសុបាយចិត្តហ្នឹងជាសោមនោះសវេទនីដូចស្មាថានឹងយើងផ្លែកតាពាករៀនឯងតែសភាពដែលយើង experience គឺមានទាំងអស់នេះហ្នឹងហើយនៅក្នុងខ្លួនទាំងអស់ទី3ចេតសិកៈអាសាតៈបច្ចុប្បថាណាមានការត្រេកអរផ្លូវចិត្តជាអាការៈប្រកបហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបសទ្ធិបតតថាណាមានការស្ងប់កាយជាហេតុចិត្តអញ្ចឹងវាអត់ច្បោកច្បល់ទេរាងកាយយើងអត់មានជំងឺទៅកាត់អីទេហ្នឹងហើយហើយក៏គ្មានអ្នកណារំខានរញ៉េរញ៉ៃអីដែរកំពុងសបាយនឹងក៏ដោយបើពីណាមកស្រេចអាយុអាយ៉ាអីធ្វើឲ្យយើងលែងមានសេចក្តីស្ងប់ក៏សោមនោះអត់កើតដែរហ្នឹងហើយអឺមួយទៀតតោមនោះអត់មានរួចពីហ្នឹងទាំង5ហ្នឹងមានទាំងអស់តោមនោះសវេទនីអនិដ្ឋារមណៈរមណានុភវនៈលក្ខណាមានការសោយអារម្មណ៍មិនជាទីប្រាថ្នាហ្នឹងអាស្អីក៏ដោយដែលយើងអត់ប្រាថ្នាគេជេរប្រាថ្នាទេអឺបែករបស់ជាទីស្រឡាញ់ប្រាថ្នាទេអត់ទេព្រោះស៊ីខាតប្រាថ្នាទេ
គេកាច់កងយើងប្រាថ្នាទេអត់ទេស្អីទាំងអស់ដែលយើងអត់ប្រាថ្នាហ្នឹងហើយទាំងអស់ហ្នឹងកាលណាកើតមកមកដល់គឺអតូមនុស្សហ្នឹងកើតអូតូម៉ាទិកមកយើងអត់មានប្រុងឲ្យកើតទេដែលព្រះអង្គថាធัวកើតពីបច្ច័យហ្នឹងយើងអត់បកើតវាទេនៅស្ងៀមស្ងៀមសុកសុកស្រាប់គេមកជេរបើកឡានសុកសុកគ្រាន់គេមកវ៉ាវឹងចិត្តហ្នឹងក្តៅឈឺអត់បល់យកបើកមិនដឹងងាប់វាកើតមកភ្លាមអញ្ចឹងសិតតែរឿងដែលយើងអត់ប្រាថ្នាប៉ុន្តែវាកើតមកភពហ្មងចិត្តហ្នឹងវាភពអញ្ចឹងហ្មងហ្នឹងអាលឿនណាអញ្ចឹងបានព្រះអង្គត្រូវឲ្យមានសតិតាមដានវាហ្នឹងយើងអត់មានបកើតវាទេទាំងសោមនោះក៏ដោយទាំងតោមនោះហ្នឹងក៏ដោយឃើញព្រះអង្គថាមានស្អីជាហេតុចិត្តតែវាជួបនឹងស្អីបានវាកើតឡើងមែនដោយសារយើងចង់ហ្នឹងហៅថាអនត្តាធរអនិច្ចាការៈសម្ភោគៈរក្សាមានការប្រសពនឹងធម្មនឹងអារម្មណ៍ដែលមិនគួរប្រាថ្នាអញ្ចឹងនិយាយហើយមិញហើយចេតសិកាពាធបច្ចុប្បថាណាមានអពាធផ្លូវចិត្តជាអាការៈប្រកបអញ្ចឹងនៅពេលដែលសោមអតោមនោះនឹងកើតឡើងលក្ខណៈសម្គាល់បែបវាយ៉ាងម៉េចគឺចិត្តនឹងវាអត់សប្បាយចិត្តនឹងមានអពាធចិត្តនឹងមានលបួសហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកខូចចិត្តទាំងឡាយគឺអានឹងឯងអានឹងឯងខូចចិត្តដល់ថ្នាក់ណាក៏ដោយសង្សារបែកចិត្តខាតទ្រព្យសម្បត្តិគេស្អប់គេឈប់រាប់អានគេមើងងាយមើលថោកហើយក៏កើតទោសមនុស្សអានឹងឯងដោយសារអីសិតទៅជួបតែរឿងដែលយើងមិនប្រាថ្នាហ្នឹងហើយហើយមានទេក្នុងជីវិតយើងមានទេមានហ្នឹងខ្វះអីមកកោអេកន្តេយវៈហតិយវត្ថុបតតថាណាមានហតិយវត្ថុតែម្យ៉ាងជាហេតុចិត្តពីព្រោះចិត្តហ្នឹងវាអាស្រ័យហតិយវត្ថុអញ្ចឹងអាស្អប់អាស្រឡាញ់កើតឡើងហ្នឹងភពមកវិញោទ្រូងហ្មងមែនទេអូអាខំខ្លាំងបុបបុបបុបអាហ្នឹងវានៅតែហ្នឹងឥឡូវទី5អានេះខណៈអិចស្ត្រាមេរៀនទេណាហ្នឹងហើយបាច់ចាំក៏បានចាំតែលក្ខណៈមួយមួយនៅលើក៏បានប៉ុន្តែមើលឲ្យយល់ទៅល្អលក្ខណៈតិចតកៈរបស់ឧបេក្ខាវេទនាមច្ឆត្តវេទយតៈលក្ខណាមានការសោយអារម្មណ៍ជាកណ្ដាលកណ្ដាលវាមិនល្អពេកមិនអាក្រក់ពេកធម្មតាធម្មតាគេមិនក៏មិនសរសើរគេក៏មិនជេរបចោលគេនិយាយធម្មតាធម្មតាអាចិត្តយើងក៏ធម្មតាអញ្ចឹងដែរមែនទេហ្នឹងអាកាសធាតុអញ្ចឹងវាមិនក្ដៅពេកមិនត្រជាក់ពេកហ្នឹងហើយកណ្ដាលមមមកណាហ្នឹងហើយយើងហងាយចង់អាធម្មតាហ្នឹងតាប៉ុន្តែគេសរសើរអត់ធម្មតាដែរនោះសម្បយុត្តានឹងនេតិឧបប្រូហនៈមិលេបនៈរក្សាមានការរក្សាសម្បយុត្តធោឲ្យចម្រើនព្រោះកណធម្មតាចិត្តយើងក៏មានកម្លាំងដែរធម្មតានោះហ្នឹងហើយនឹងមិនឲ្យសាបសូន្យគឺរក្សា balance សន្តៈភាវៈបច្ចុប្បថាណាមានការស្ងប់ជាអាការៈប្រកបអញ្ចឹងមនុស្សដែលមានឧបេក្ខាគណៈនឹងសบายហេះហាស់ក៏អត់ខឹងក្រោតត្រឡប់តតងក៏អត់គឺធម្មតាធម្មតាហ្នឹងហើយខ្វះអីអាពេលធម្មតារបស់យើងមកកោកមែនទេគណៈធម្មតាខ្លះក្នុងលោភៈធម្មតាខ្លះក្នុងកុសលបើកឡានអញ្ចឹងមានទេពេលបើកឡានដូចយើងអត់មានសบายអីទេបើកគិតតែទៅដល់ផ្ទះចិត្តធម្មតាធម្មធម្មតានិព្វេតកចិត្តបតតថាណាមានចិត្តដែលមិនប្រកបដោយបេតិជាហេតុចិត្តអញ្ចឹងចិត្តហ្នឹងអត់មានបេតិឯគណៈពេតិដែលឧបេខាកើតឡើងហ្នឹងហ្នឹងហើយបេតិរីករាយឆ្អែតកាយឆ្អែតចិត្តហ្នឹងអត់ទេចំក្រោយឲ្យកម្មដ្ឋានមួយសម្រាប់នេះ extra នៅពេលដែលនិយាយសរុបរួមជាលក្ខណៈសោយអារម្មណ៍ណានិយាយរួមតែម្ងអត់ចែក5ទេចែកតែ3ឯងឧទាហរណ៍ដូចនៅក្នុងកម្ពី
ธรรมสังกันไหนตุขายะเวตันเนยะสัมปยุตตาธรรมมีสุขายะเวตันเนยะสัมปยุตธรรมมีให้ตุขะมะสุขะกุเปขะจังการนั้นในยศรบแต่ละขณะในการซอยอารมณ์แต่เต้ยตับใบนั่นแต่บางยังในยจะทุ่มขนมกาซอยอารมณ์ได้เป็นจิตละขณะอันตรีดับใบใจดักเมียนเปล่ากายเปล่าจัดนั่งใจจิตพรำไอ้ดังทันละขณะซอยอารมณ์นั่งตามเปล่ากายเปล่าจัดกิจใจจิตพรำแต่บางยังแต่สรบท่ากาซอยอารมณ์สกตุกอุเปคานั่งยังบางยังสรบตับใบบัดใจถ้าเพลากายเพลาจัดก็เวียนต้องอ้อมองต้องอ้อมองปั้นบัดใจอ่อยดัดฐานนาเพลากายนาเพลาจัดใจจิตพรำบัดดัดยังไงมาวีจังพวกไอ้พวกการน่ะเนี่ยเรียนโยต้องโยนเลยถ้าเวตันเนียเมียนใบแต่การน่ะกินยี่ทำเวตันเนียเมียนใบกินดังต่ออ๋อสกับเวตันเนียนั่งยี่ถึงสกเพลากายเพลาจัดยังไงตุกเวทนาเนี้ยนั่งยึดแต่สกปรกไอ้เปล่าจัดไอ้การนั่งยึดเวทนาพระรามโอเมากิบายใจถ้าตุกเวทนาเนี้ยนี่แต่เปล่ากายเด้ดอตูมันน้อบันเปล่าจัดสกเวทนาเนี้ยแต่เปล่ากายเด้ดอซอมันน้อบันเปล่าจัดดังมั้งยึดเราต้องดังวิตุกโดยขณีตุกเวทนาเนี้ยนั่งตูมันน้อตุกโดยขณีปัญญาตุกเวทนาตุกเปล่ากายซอมตูมันน้อตุกเปล่าจัดยังไงสกเวตานี้สกเพลกายสอมนอสเวตานี้สกเพลจัดเปคานั่งอัดใจยี่อะไรเปคาอัดใจเอ็นเอาแต่ได้ปั้นเมนชั่วฮาวปีฮาวทายตุกขะแม่สกเวตานี้กับแม่ฮาวทายเปคากับแม่เพลกายเมนอุเปคาเลยกราบเป็นน้ำเมียเปคาพลอยพเนกก็เมียเปคาตะเจี๊ยก็เมียเปคาจมูกก็เมียเปคาดัดก็เมียเปคาพลอยจัดก็เมียเปคาแต่พลอยกายเมียตะสอกหินตกไงนั่งไงนั่งจังบางการนั่งยึดถับบ๊ยบัตาสอกกับเวทันนี้บางยึดบ๊ยสอกกับเวทันนี้คือสอกพลอยกายพลอยจัดตกกับเวทันนี้สอกพลอยกายพลอยจัดตกน่ะตกพลอยกายนั่งพลอยจัดรวมคืนบ่าตุกเวสกเวตนีนี่คือสำดาวตะดออุเปคามันสกมันตกบ่ญัย2เวตนี5นะบ่ตะถ้า5มาให้ญัยตะสกเวตนีดังตะผลกายดิอันนั้นสกผลกายดอลตะซอมมะเนาะเติบสกผลจิตนั้นบ่ญัยเวตนี5ตุกเวตนีบ่ญัยเวตนี5คือสำดาวตะตุกผลกายดอลโตมะเนาะเติบตุกผลจิตนะอุเปคาอดโดยนะตะดานี่มาปะหาในเรื่องรูปนี้มันจะนี่จะเข้าวิญญาณวิญญาณปิดจัดอะบัดจัดได้อะไรนั่งจะเข้าวัฏฏนี้ก็ไปคาได้จะเข้าวิญญาณได้ยังเคยนะปะได้ยังเคยเกิดเพื่อไอ้มันซ้อมยังคังมันนะตัวคังเหมือนจะเข้าวิญญาณนี่อังเพลาจัดเตียดวิปจูนตลอดจัดบาดได้ว่าตัวเคยนั่นอัดคังก็คือไปคาตัวลือตัวลือตะบงนั่นไปคาได้นะคันนั่นลือนะคันนั่นลือเวียนตอนจะใส่เลยนั่งดอกปะจูนตลอดจัดบันเกิดเคยให้ดำใบอ่อยยลถ่านลื้อมันไม่จิตตัวคังตัวสอบอ่ะเกิดจะฉับยลยังสนับเพศาเซนได้กินสาวยังได้ยังอัดเจเพศานังยังลื้อก็นั่นลื้อเมียนบานสบายจัดเลยให้กิจยัยดาวยังแต่ยัยเพศาเซนให้ยังลื้อครุกหมัดเป็นตัวลื้อนั่งเมียนคังไงอ่ะเตะจังดอกตัวคังดอกปิจานะดังถ่าอันนั่งกินยัยไออันนั่งเพลาจะได้แต่ตัวจิตคังนั่งไงจังมันพอองแผลแท้อ่ะลือนั่งตรำแต่ลือได้เวลาได้ใช้คังเต้ออยโย่ละตาน้องอ่ะลือตรำแต่ลือให้เวลาบัดเต้ปั้นยืนเวมผมบัดถมนั่งเจียประจูนหมดดอกเราเช็ดเนี่ยมาเจียคังนะอดผมดักดักเด้งฮะเยอะบัดเด้งเยอะเคยเนี่ยตัวเปียเคยยังเลยเยอะบัดที่ประจูนหมดดอกเช็ดเลยนั่งไงเวลาเต้านั่งให้ปั้นขันแท้
รูปกายยังพระองค์เปรียบโดยเชี่ยปฏิอาการอายะตนะขังกราวขังขนงปนัดตามพเนจรตามจิตตามตามนัดกายนั้นโดยกลายปรุงแดนได้เพียวโจลหมอฉลองการปรุงแดนให้กลายหัตถยาวัฏฐานนี้โดยเชี่ยอาการเมเนเจอร์ทมกลายมหาปฏิหนึ่งกลายเมมเจอร์กาทมยังมีเมียนปีกันแหละบ่าวเวชลองพดเป็นดวงมหายไปเถอะมาตามด่านเราในติดยังโดยยังปลอมมาปรุงด่านโจมาบานหายหมดดอกขังขนมนิดเถอะแต่ก็เลยตามด่านติดยังตะบงตามด่านตามทวีถึงอ่อนนั่งแต่เบื่อพลอดหมดดอกขังหายมาตามด่านนั่งติดเรื่องตุกอัดตุกไปตุกขนาดปีเอแต่สำคัญติมุยลยลฐานนั่งใส่ติปีเรียนตามด่านวีโดยปลิจังตามเสริมเกตมนุษย์ตะบงคือมันจับหมองไงปันติมุ้ยเท้าสกอลอัตตะสัญญาณใช่ปะนั่งมันเท้าอัตตะสัญญาณเท้าสกอลใช่ปะไอเท้าเมียนพอตังเมียนตัวดอจับปุ๊บตัวดอจับปุ๊บไม่กะยังนั้นไม่โดยขณีการตามดันจัดติมุ้ยเท้าสกอลอัตตะสัญญาณทันหน้าได้ยังเท้าตามดันยังตามเพลย์เพลย์เท้าตามดันไอตามดันจับเขาวิ่งเงียบได้ไปกะล่ะอ๋อวิธีฝึกเกตไอฝึกเกตเคยให้กอรุลดเตอร์จัดยังระบวนละเมื่อจัดลดนั่งไปพลิกเรื่องกิจเธอไอ้ด่าเยอะมากไงเนี่ยแล้วกินเยอะสาวเยอะก็ได้เจยเยอะก็ได้บัดจัดนั่งระบวนตัดตามด้านทวีกุมพงเธอเกจไอ้เธอเกจลือให้ก็ไประลดตื่นจังอัดบานจับในโย่ปนเยอะไปอัดด้านตามแต่นั่งจะจับเนี่ยนั่งทายไอ้อันเหม็นเคยเนี่ยได้จังต้องคังมองนั่งไงตรึงยังบันเปรียอะไรยับปกโกลแตงไล่ดอลลุกบัดทวีนั่งจิตอ๋อเปียถับบัดทวีไม่ได้เสลยมาพังตบบัดพังตบบัดโดยตึกเพียงมาปะตบโบลยังพังใจพังใจเพียงเพียงตือยังเมียนฮอตไอเด็กลังสูลไอเนี่ยคลาทาวกิสออบขยมไหมเธอไม่กลุ่มไอกิสออบขยมไอสุดทับไปน้าเจกิเจฉันเจียงปะปุ๊ดเนาะเนียงจังจ้ามตัวเจบองสุดอ่ะจะออลมกจังhay niềng về con để dễ chê khi mà nó cô ông chê vọng chua kê nâng à chua kê ông chê mà nó cô chê là anh non phì anh non sao tá nó phì á ông ơi cùng nâu nâng ấy dừng tuần nu tâu ông thầy chấp ở tuần nu cái chê tiệt tuần nu tiệt tâu ấy chấp ở tuần nu cái chê tiệt tuần nu tiệt tâu anh bảo thầy tâu thì ná vô thì chịu tâu luônแล้วยังยมมันนี่มันโยตจีเมาเหรอว่ายังรู้เน่ามวยเวียนังรู้เน่ามวยตจีรู้เน่ามวยพเนจรู้เน่ามวยจะมอได้กายจัดแห่นังเวตตัวครบไกลต้นน้าเวครบตะไลจังสำคัญกรุบกรองเวียนังเองนั่งไงจับอันคล้ายจังนั่งไงคล้ายนั่งไงอันจะหลังให้มือวิตาโอซาหลังเวงยลเลยนั่นตอนมองเลือกมองติดอย่างนี้นึ่งโอ้ถ้าเอากรรมมาแทนมุ้ยมาติดนั่งโยตัวแสะมั้งยังเก่งเจวีเตะยิ่งตั้งตุกขสมังหรือตุกขสมันเตะสมันเตะนั่งเมาปีสมังนั่งอิเตะบัดดากระบาลกาซอยเนื้ออารมณ์นะกาซอยเนื้ออารมณ์นู้จิตตุกต้องอ้อนั่งมาไทยไหมประวัติเจประวัติติดได้แซ่ฟองสู้เปรศใส่บดทามันเดลใส่บดบะเมียนกิสูเนะทาเนะกาขนมตะโกเนะเมียนจิเปรียมมหาศาลเมียนเนรีสะอาดสะอาดไฮฮอมตึงบ่อรอก็เมียนเนี่ยไฮฮอมให้ได้บ้านจีเนี่ยเลียบบังนสมบัติตึงอ่อนุหมกบัวกันบาดนกนงวันเนี่ยได้อดตรอบสมบัติอย่างนี้ไม่ก็มันซอยศอกนกนงกุมโนตรอบสมบัตินงบ้านเปรียสไรบดโลกธาบะเมียนกิสูขยมปองอย่างนึงยมปองนึงชลายธาบรรดาเวทเนียต่างหลายเมียนใบกาดเดธาศกเ
ថាសុបាយថាកើតទុក្ខវាមាន3ទី1គឺសុខវេទនាទុក្ខវេទនានិងឧបេខាវេទនាណាវេទនា3យើងរៀនមិញណាណាកើតទុក្ខគឺទុក្ខវេទនានឹងហើយអាសុខសុបាយក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងកូនចៅក្នុងកម្មគុណអីក៏ដោយក៏វាជាសុខវេទនាហើយអាធម្មតាធម្មតានឹងក៏ជាឧបេខាអញ្ចឹងទាំង3នឹងទោះជាសុខវេទនាក្តីទុក្ខវេទនាក្តីឧបេខាវេទនាក្តីទាំងអស់នឹងសុទ្ធតែជាទុក្ខទាំងអស់និយាយមួយម៉ាត់ទៅសុទ្ធតែទុក្ខព្រោះវាប្រែប្រួលវាអត់តាំងនៅទេព្រោះពិចារណាឃើញវេទនាទាំងអស់នឹងវាសុទ្ធតែស្មើគ្នាក្នុងទុក្ខអញ្ចឹងបានខ្ញុំព្រះអង្គចេញបុះបានព្រះអង្គថាប្របីណាស់តែវែងបន្តិចតថាគតសរុបឲ្យខ្លីឲ្យបានព្រះអង្គថាយ៉ាងកញ្ចិវេទយតាំងទុក្ខស្មឹងការសោយនៅអារម្មណ៍ណាការសោយនៅអារម្មណ៍នោះជាទុក្ខនឹងអញ្ចឹងអារម្មណ៍ណាក៏ដោយក្នុងបណ្ដាទាំង3ជាសុខជាទុក្ខជាឧបេខាសរុបមកគឺទុក្ខនឹងដែរនឹងហ្នឹងយើងរស់ក្នុងទុក្ខនឹងមានតែសុខមែនទេណាសុខដោយសន្និមត់ហ្នឹងហ្នឹងហើយសុខក្នុងទីនេះគឺតាំងនៅអត់បានទ្រាំនៅអត់បានស្អីដែលថាសុខណាស់រងថ្ងៃឥឡូវថាយើងសើចសប្បាយសើចកុំឈប់មកនឹងស្អីដែលថាសុខណាស់ស្រួលណាស់ទៅដើរលេងសប្បាយណាស់ដើរឲ្យកុំមកវិញមើលអត់បានទេវាគ្រាន់តែជាការផ្លាស់ប្ដូរអាយ៉ាបត់ទេយើងដើរលេងស្អីក៏ដោយដូចតែយើងអង្គុយចឹងអង្គុយយូរទៅចុកដៃចុកជើងយើងប្រែប្រួលប្រែទៅសុខផ្លេតចឹងទៅឈរទៅសុខផ្លេតទៅឈរយូរស្បឹកជើងអង្គុយវិញទៅដើរហាត់ប្រាណដើរអត់ឈប់ហត់ងាប់វាគ្រាន់តែជាការដូរចឹងណាណែពិចារណានឹងរឿយរឿយជាកម្មដ្ឋានមួយល្អបាទសូមអនុមោទនាទុក្ខបត្តាចនទុក្ខភយបត្តាចនភយសោកបត្តាចនិសោកហន្តសាពេបបានណោសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅជាសាទបាទភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសាទបាទសេចក្តីសោកសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាគង់រឿងចម្រើនសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សាយទូទៅពេញសកលលោកសូមឲ្យលោកទាំងមូលបានប្រកបដោយសន្តិភាពព្រះសក្យមុនីសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាថាណាតិសន្តិបរមសុខានពុំមានសេចក្តីសុខដតីក្រៅអំពីសេចក្តីស្ងប់ឡើយ